Chương 61: Sự hiểu lầm tai hại. Từ trước đến giờ, tiếng lành nào có đồn xa, chỉ có tin dữ may ra mới có khả năng làm dao động thiên hạ. Vì thế mà năm đó, lễ cưới giữa ông vua đế quốc Costa và nàng thợ làm bánh của một quốc gia Á Đông bé nhỏ đã phút chốc trở thành sự kiện đáng chú ý nhất châu Âu trong hơn 3 năm trở lại. Luigi Marino vẫn còn nhớ như in, buổi sáng tháng 3 trời ngập đầy nắng, cả hơi lạnh cuối xuân cũng bắt đầu phảng phất hương vị thanh ngọt của ngày hè rực rỡ. Nhà thờ hợp xướng trong đại thánh đường Peter tràn ngập một màu xanh nhung mịn của loài lam hồng hiếm có. Nơi nơi đều nhắc thấy bóng người tất bật. Tiếng nói cười hoan hỉ và âm thanh chuông nhỏ reo vang đập vào lòng người những nỗi trộn rộn khó tả nên lời. Lorenzo da Costa đối với lễ cưới lần này còn khoa trương hơn cả lần trước. Việc này thì bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, đừng nói chi là kẻ thân cận nhất của anh, cái bóng Luigi. Luigi hiểu rõ vì sao ông chủ của mình làm vậy. Trái hẳn với ý nghĩ của đa số quần chúng, rằng chủ tịch Costa chẳng qua muốn khoe khoang sự giàu có của mình, Lorenzo đúng thật muốn khoe, nhưng là khoe vợ. Vì sao ư? Đó cũng được xem là một hình thức trói buộc, thể như tuyên bố cùng cả thế giới. Nguyện ái là của Lorenzo da Costa. Bất cứ một ai, cho dù là có ý chạm vào hay thậm chí mơ tưởng đến điều đó, xem như đã tự đào sẵn huyệt cho mình để Costa một chân đạp vào. Lucy thật có phần lo sợ cho nữ chủ nhân tương lai. Cách yêu của người đàn ông này quá ư cực đoan, sớm muộn gì cũng khiến kẻ tiếp nhận mệt mỏi. Bản thân từng trộm nghĩ, một nhân vật như chủ tịch Costa, tài năng như vậy, bản lĩnh như vậy, tham vọng như thế, nếu đem tất cả tâm trí đặt vào khát vọng thống trị, vào thời xa xưa đã có thể sánh ngang với một Julius Caesar vẻ vang hào hùng. Nhưng không, với Lorenzo da Costa, bao nhiêu đam mê, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu cảm xúc cực đoan, hết thảy đều đặt trên một người đàn bà nhỏ bé. Là gì đi nữa, nhiệm vụ duy nhất của Luigi Marino là bảo toàn Lorenzo da Costa về mọi mặt. Trong đó dĩ nhiên bao gồm cả tinh thần lẫn thể chất. Bản thân từ nhỏ đã được đào tạo trong một môi trường nghiêm khắc. Luigi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng có thể giữ cho chủ nhân một sợi tóc cũng không tổn hại. Duy chỉ có tinh thần là anh vô phương điều khiển. Huống hồ, tinh thần của vị chủ tịch nhà Costa vốn từ lâu đã phụ thuộc vào nhất cử nhất động của người đàn bà mang tên Nguyễn Ái. Vì vậy mà ngay giờ phút này, khi đang chậm rãi theo sau một tấm lưng căng thẳng cực hạn, anh dần dần cảm thấy rơi vào bế tắc. Và đối với một con người sở hữu tinh thần thép như Luigi Mario, bế tắc là một dị tượng tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Anh đáng ra không nên đồng ý để kẻ đó hội thoại cùng chủ nhân, nếu không cũng sẽ không dẫn đến cơ sự như vậy. Lorenzo da Costa tuy ban đầu mang lòng thù hận Nguyễn Ái, song thời gian tiếp xúc lâu ngày, Luigi có thể nhận ra ngài đã bắt đầu mềm lòng. Trong lòng cũng ngạc nhiên vô cùng, không ngờ một kẻ như chủ nhân cũng có một ngày gục ngã dưới chân đàn bà. Từ một người hai mặt cháo trở, nụ cười chẳng bao giờ ẩn ý chân thành, trong phút chốc Costa đã hóa ra một gã đàn ông tắm mình trong hạnh phúc thực sự. Thậm chí khi thay lễ phục vào sáng nay, Luigi đã suýt nữa đuối chân khi thoáng trông thấy nụ cười nhỏ của vị chủ tịch lạnh lùng khi nhìn vào phản chiếu của mình trong gương, hệt những gã trai trẻ ngốc nghếch lần đầu kết hôn cùng người tình lý tưởng. Kẻ phá vỡ cảnh tượng hy hữu này không ai khác mà Telly, gã thám tử người Mỹ mà chủ tịch Costa đã trao cho nhiệm vụ điều tra Nguyễn Ái vào cách đây khá lâu. Đến giờ có lẽ cũng chẳng thể nhớ ra mình đã từng điều người đi làm chuyện đó. Luigi đáng ra nên cản hắn lại, xong giết quách rồi đem đi quan sát xuống một địa phương bất kỳ, chứ không nên để con người cơ hội này hùng hổ xông vào phòng nghỉ của đại thánh đường và bắt đầu châm ngòi thuốc nổ. Nửa giờ trôi qua trong sự căng thẳng cực hạn, ngay cả một kẻ bàng quang vô tình như Luigi cũng phải kiếp đàm trước những dòng thông tin về cô dâu thoát ra từ ly, huống chi là bản thân chú rể. Nguyễn Ái sau khi ly hôn cùng Đoàn Văn Minh, được biết không hề rời khỏi nước Việt. Chỉ là nhà họ Đoàn đã phao tin đồn đại, cốt muốn đem con dâu của họ giấu vào một địa phương ít người. Ngài xem, cô Nguyễn vào lúc đó vốn đã mang thai. Mang thai? Mắt mở to, hơi thở gấp gáp, Lorenzo lùi chân lại một bước,
Trên gương mặt là sự ngạc nhiên tột độ, dường như đã mất hẳn phong thái bình tĩnh thường ngày. Một lúc sau, từng chữ khàn khàn run rẩy mới được bật ra. Của ai? Mặt hè lặng thinh một hồi, rồi thở dài đầy kịch tính. Căn cứ vào thời gian mang thai, e rằng khả năng duy nhất chỉ có thể là Đoàn Văn Minh. Huống chi, dự đoán khoảng thời gian thụ thai là vào khoảng giữa tháng 4, tức là ngay trước sau hôn lễ của họ. Không gian lập tức bao trùm một màu đỏ tím. Luigi lúc đó thật sự chỉ muốn ghi một viên đạn vào não óc gã người Mỹ, khi hắn không hiểu là cố tình hay vô ý, lại lờ đi cơn giận âm ỉ của chủ nhân, cư nhiên mở miệng bồi thêm dầu vào lửa. Theo phán đoán, rất có thể họ vẫn còn lo ngại đến sự quay về pha đám của ngài, thưa chủ tịch. Vì thế đã nhất quyết bày ra vụ ly hôn, sau đó đem Nguyễn Ái giấu nhẹm. Nhưng rất không may, thai nhi bị mất. Con người đối diện Matthew đột nhiên khựng lại, ánh mắt trong vài giây tràn ngập đủ loại cảm xúc. Oán có, hận có, giận dữ có, nhẹ nhõm có. Tất cả đều rõ ràng như ban ngày, thể như chủ nhân của chúng đã không còn khả năng che giấu. Song đến lúc hướng thẳng vào hắn lại mang chút hy vọng nhỏ nhoi. Mất ư? Cố ý hay tự nhiên? Là tai nạn ngoài ý muốn. Theo lời người y tá tôi mua chuộc, cô Nguyễn rất mực yêu thương bảo thai đó. Sau khi mất đi vì quá đau lòng mà quyết định ly khai, bỏ đi, không quay về Việt Nam nữa. Nói rồi, tay luồn vào túi, móc ra một bức ảnh nhỏ đưa cho Lorenzo. Ảnh vừa vào tay, nét mặt đương sự đã xa sầm thấy rõ. Luigi thở dài, khẽ lắc đầu. Đây tuyệt đối không phải là câu trả lời ngài chủ tịch muốn nghe. Anh hiểu Lorenzo, biết rõ cái thai không phải là của mình, hiển nhiên sẽ hy vọng người đàn bà kia chủ tâm phá bỏ. Đừng nói đến Lorenzo da Costa, không tài nào hiểu nổi lòng thương con của một bà mẹ. Cho dù có hiểu, cũng sẽ không chấp nhận cô ta giữ lại thai nhi. Thôi được rồi, chủ tịch đã mệt, anh lui đi được rồi. Lucy vội vàng nói, tư thế chắn đứng ngang giữa hai người, một tay ra dấu cho Martelli rời bước, không muốn để hắn gây ra thêm tổn hại nào nữa. Nhưng tôi vẫn chưa nói hết. Ngài Costa à, vừa nghe tin lễ cưới của ngài, tôi đã không quản nhọc bay vội đến đây. Chính vì không muốn để ngài phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Người đàn bà này rõ ràng có ý lợi dụng ngài để giúp nhân tình... Im ngay! Lucy quát lớn, một tay xốc bổng con người nhỏ thó trước mặt, rồi toan ném ra ngoài. Để hắn nói tiếp. Từ phía sau, chất giọng lạnh lẽo đến không ngờ toát lên. Lucy nghiến răng, chậm chạp hạ tay xuống. Anh biết mình đã quá trễ. Được thả xuống, Matthew liền ném ngay cho Lucy một cái nhìn khinh bỉ. Khi quay sang Lorenzo, lập tức đeo mặt nạ nhún nhường. Theo điều tra của tôi, người làm trong nhà họ Đoàn cho biết đã từng trông thấy Nguyễn Ái đến tìm Đoàn Văn Minh vào 4 tháng trước. Giữa bọn họ dường như có chút tranh chấp. Cô Nguyễn sau đó rời khỏi trong tình trạng tâm lý cực kỳ thảm não. Kẻ đầu tiên sau khi cô ta về nước tìm gặp là hắn. Vì thế tôi có lý do nghi ngờ quan hệ giữa họ vẫn còn dây dưa không dứt. Tôi dựa trên cơ sở đó mà điều tra dấn sâu vào Đoàn Văn Minh, chú tâm vào tình hình tài sản của hắn. Phát hiện ra nếu không nhờ một nguồn vốn lớn không rõ nguồn gốc được châm vào, tập đoàn Đoàn Hoa vốn đã không thể cự lại cùng Hồ Nam trong suốt 4 năm qua. Và cái này tôi hiểu, Hồ Nam chính là được ngài chỉ đạo để gây khó khăn cho Đoàn Hoa. Gương mặt lạnh khốc kia vẫn không hề mảy may biến sắc, cũng chẳng buồn trả lời. Matthew khẽ rùng mình khi bắt gặp ánh mắt để cảnh báo. Hắn thở hắt ra, đáng lẽ không nên tò mò nhiều vào chuyện riêng tư của ngài chủ tịch, cứ tiếp tục thuật lại những gì điều tra là được. Sau đó, tôi đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Thì ra số vốn khổng lồ đó thuộc về Vương Đăng Khoa, nhưng lúc sau đã nhượng về tay con gái kế là Nguyễn Ái. Chuyện là cô Nguyễn và ông Đoàn trước khi lấy nhau đã ký qua một hợp đồng tiền hôn nhân, chứng tỏ cô Nguyễn có ý muốn bảo toàn gia sản của mình. Xong, sau khi rời khỏi nước Việt, lại săn nhượng hết cho người chồng cũ. Ngoài tình cảm sâu đậm, tôi không nghĩ ra lý do nào khác khiến một cô gái trẻ đem tất cả tài sản giao vào tay một gã đàn ông. Huống chi kẻ đó từng là chồng của cô ta. Không phát hiện ra biểu cảm rõ rệt nào nơi đối phương, mà theo nuốt ực, một tay đưa lên lau mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, trong bụng không khỏi nhen nhóm một chút lo sợ. Dạo gần đây, tôi được biết cô ta đã phục hợp cùng ngài.
Xong tôi nghi ngờ người đàn bà này có ý định không tốt. Ngài nhất định phải chú ý, chủ tịch ạ. Đoàn Văn Minh chắc chắn biết kẻ đang đối phó với hắn là ngài. Rất có thể đã lợi dụng người phụ nữ này để khiến ngài chao đảo. Xin mạn phép hỏi ngài một chuyện. Cô Nguyễn đã bao giờ yêu cầu ngài bỏ qua cho đàn hoa? Lucy lo ngại nhìn vào biểu hiện của chủ nhân, không chút chuyển biến. Anh thở ra nhẹ nhõm, xem ra lời cáo buộc của tên thám tử đã không trúng đích. Nếu không, ngài đã bao giờ tạo ra điều kiện khiến cô Nguyễn tin rằng bản thân cô ta sẽ đảm nhận một mức độ quyền hạn nhất định trong Costa sau khi kết hôn cùng ngài chưa? Đôi mắt nâu nheo khẽ lại. Lucy lập tức cảm nhận ra có chuyện không ổn. Anh biết Lorenzo đã gạt lừa Nguyễn Ái bản thân mắc bệnh nani. Như vậy, chẳng khác nào bảo rằng vì tin tưởng tất cả tài sản và quyền hạn của Costa cuối cùng sẽ rơi vào tay mình sau khi chồng mất, người đàn bà họ Nguyễn mới chấp nhận kết hôn. Chính bản thân Lucy cũng cảm thấy chấn động vô cùng. Quả thật vào hôm ấy, khi trò chuyện cùng Charlie Ford, Nguyễn Ái không hề tỏ ra đau khổ tột cùng như người phụ nữ bình thường trong hoàn cảnh mất mát người thân. Lẽ nào lúc đó đã nhanh nhóm ý nghĩ lợi dụng ngài chủ tịch, vì vậy sau đó liền đề nghị thành hôn. Lôi hắn ra ngoài. Lorenzo lạnh lẽo ra lệnh, đôi mắt trong phút chốc hiện lên sát niệm. Lucy đã đoán đúng, Lorenzo da Costa quả nhiên cùng chung ý nghĩ với anh. Nhưng chủ tịch à, tôi còn chuyện... Nói chưa hết câu thì đã bị Lucy tóm cổ ném ra ngoài. Bản thân không cần biết ai đúng ai sai, bảo toàn cho chủ nhân vẫn là quan trọng nhất. Và cái gã thám tử khốn nạn này, trong vòng vòn vẹn nửa giờ, đã khiến cho nhiệm vụ của anh đột nhiên trở nên bất khả thi một cách tuyệt đối. Quay lại đối diện với Lorenzo, anh nghiêm nghị mở lời, thái độ vô cùng dứt khoát. Tôi sẽ lập tức đi hủy bỏ lễ cưới. Không cần. Đôi mắt Lucy mở to. Không cần. Nhưng rõ ràng sự việc lần này đáng phải xem xét. Không cần. Nhưng chỉ còn 10 phút nữa là lễ bắt đầu. Được, chúng ta đi. Đi? Đi đâu? Ngài còn định tiếp tục lễ cưới này sao? Đáp lại câu hỏi của Lucy là gương mặt với biểu hiện đông cứng, cảm xúc dường như đã chết lặng trong con người mang họ Costa. Trong sâu thẳm tiềm thức, anh chàng cận vệ đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Thà rằng Lorenzo nổi cơn thịnh nộ, đập phá đồ đạc, thậm chí giết người, còn tốt hơn ánh mắt thẫm màu vô xúc cảm kia. Chúng khiến anh cảm thấy vị chủ nhân tàn bạo của mình đang giết chết chính bản thân. Dĩ nhiên phải tiếp tục, cô dâu đang chờ. Nói rồi, lặng lẽ mở cửa tiến ra thánh đường. Bàn tay người cận vệ nắm lại khi dậm bước theo vị chủ nhân, trong lòng ngổn ngang trăm ngã. Chúa à, người thật sự biết cách đùa giỡn con người. Ave Maria. Âm thanh dìu dặt đưa con người vào thế giới thiêng liêng của tình yêu. Cánh cửa cuối thánh đường mở ra để nắng tràn vào, mang theo bóng hình xinh đẹp còn hơn điều tuyệt mỹ nhất thế gian. Võ gia chính luận không biết đã bao lần mơ thấy cảnh tượng này. Giấc mơ về những khát vọng sâu thẳm trong tim và ám ảnh quá khứ. Trong cả hai, cô gái đó đều khoác lên người bộ cánh trắng toát, vẻ đẹp tinh khiết như thiên sứ. Ánh sáng hắt vào từ phía sau, ôm lấy toàn thân trắng muốt, tạo nên một hư ảo mong manh mà thần thánh, duy nhất chờ đợi được kẻ khác tôn thờ. Chỉ là ở một trong hai, thiên sứ đã quay ngược đầu, phản bội lại anh. Cô khoan thai, e ấp, chậm rãi, tay khoác tay Rodrigo bước đi trên con đường trắng tinh, miệng nở ra một nụ cười dịu ngọt động lòng người. Thời gian dường như bị siết chặt, cái nhìn mong mỏi của người đàn bà đó trong một giây đã đẩy lùi mọi nghi hoặc trong anh, khiến anh không còn nhớ gì ngoài vòng tay da diết và lời lẽ chân thành còn hơn bản thân sự thật. Là vì em rất yêu anh. Trong đầu như bị xâu xé bởi trăm ngàn nỗi niềm mâu thuẫn. Tin cô, không tin cô. Muốn hạnh phúc, muốn trả thù, muốn cô phải đau khổ tuyệt vọng, muốn bản thân tiếp tục mù quáng đắm chìm. Lại đau, đau đớn hơn cả bị dao găm liên hồi vào vết thương còn dứa máu. Thanh âm trầm ấm của cha xứ vọng lên trong khoảng không mông lung, bao nhiêu nội dung anh đều bỏ ngoài tai, mọi tiếng động đều bị lấn át hoàn toàn, đơn giản chỉ bởi sự hiện diện của con người bên cạnh. Ánh mắt người đó lấp lánh niềm hạnh phúc mãnh liệt, đầu ngẩng cao cùng nụ cười mị hoặc động lòng người khi nhìn thẳng vào anh. Cô dâu gật đầu, miệng hé mở, mắt rực lên niềm tin chân chất.
Con đồng ý. Còn con, Lorenzo da Costa, con có đồng ý lấy Nguyễn Ái làm vợ hợp pháp, vĩnh viễn thật lòng, dù tốt hay xấu, dù trong khỏe mạnh hay bệnh tật, dù trong giàu sang hay nghèo khổ, mãi mãi yêu và tôn trọng cô ấy, thậm chí đến chết cũng chẳng thể chia lìa. Đến chết cũng chẳng thể chia lìa sao? Có thật sẽ như thế không? Chính Luận đột nhiên sực tỉnh, kéo mình ra khỏi nụ cười rực rỡ kia. Hay em chỉ mong tôi ra đi, bản thân có thể ở lại vui vầy cùng người khác đây? Nhiều giây trôi qua trong yên lặng, cha xứ lung túng, ngước mặt lên trộm nhìn gã đàn ông quyền quý, trong lòng pha lẫn ngạc nhiên và lo sợ. Hơn 200 khách khứa bên dưới bắt đầu nín thở, dâu phụ và rể phụ đứng phía sau hai nhân vật cũng trở nên căng thẳng, và nhất là nụ cười trên môi cô dâu cũng dần dần nhạt đi. Luận à, cha đang hỏi... Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tay anh, đôi mắt đen láy đang chứa chan hỉ niệm trong một giây bỗng thoáng tia lo sợ. Gã đàn ông trước mặt cô cúi người, ánh mắt không hiểu sao lại ngập tràn đau đớn khi dõi thẳng vào cô, giọng nói toát ra khàn khàn run rẩy. Tôi hỏi em lần cuối cùng, Nguyễn Ái, em nói trước giờ chỉ yêu mỗi mình tôi, là không hề dối trá chứ? Cô vừa mở miệng toàn đáp lời thì đã bị bàn tay thô ráp đưa lên chặn lại. Cả thân người anh gần như bao phủ lên cô, hơi thở gấp gáp, chất giọng đột nhiên trở nên quyết liệt. Đây là cơ hội cuối cùng của em, Nguyễn Ái. Chỉ cần giờ phút này em nói thật, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua. Quá khứ của em, sai lầm của em, sự phản bội của em, bất cứ chuyện gì. Rồi đột ngột dịu xuống, thể như lời van nài thống thiết. Em chỉ cần nói thật, Nguyễn Ái, chỉ cần nói thật. Đó thậm chí chẳng phải là một lời cầu xin. Ấy vậy mà không hiểu sao, đập vào trước mắt Nguyễn Ái lại là hình dáng của một đứa trẻ đáng thương nhất thiên hạ. Cô không hiểu anh đau là do đâu, bất an là do đâu, hoảng loạn là do đâu. Chỉ biết cảm xúc của anh quá mãnh liệt. Chúng đâm xuyên qua cả cái vỏ bọc kiên cố xung quanh Lorenzo da Costa để ảo ra. Không còn chút gì là e dè, kiêng cử thường ngày, thậm chí trong sự có mặt của hơn 200 kẻ lạ mặt. Đôi tay cô run rẩy khi áp lên má anh, hơi ấm dù qua găng tay vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Nguyễn Ái cắn môi, cố nặn ra một nụ cười trấn an, ngây thơ nghĩ rằng đây chẳng qua là hội chứng lo lắng trước khi cưới người thường hay mắc phải. Khờ quá, anh lo lắng gì vậy? Em là yêu anh thật lòng, trước sau đều chỉ có mình anh. Kéo mặt anh sát xuống, cô nhấn mạnh từng chữ. Nghe không Luận, chỉ có mỗi mình anh. Cứ ngỡ rằng lời tỏ tâm chân thật sẽ khiến anh yên dạ, có ngờ đâu chưa đầy 10 giây, sự thiết tha trong đôi mắt kia đã hoàn toàn biến mất, để lại một màu nâu trống rỗng đến bài hoài. Trước sự kinh hoàng của mọi người, khóe miệng chú rể khẽ nhếch một cái mỉa mai. Trong thoáng chốc, hiện lên trước mặt Nguyễn Ái là dáng dấp của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Nụ cười sao thật là cay nghiệt. Anh sao thế, Luận? Cô lo lắng hỏi, tay cảm bám chặt lấy anh. Đổi lại chỉ là vẻ mặt hờ hững, nửa cười nửa không. Thật đáng tiếc, đã là cơ hội cuối cùng, Nguyễn Ái. Em không hiểu. Nguyễn Ái lắp bắp, tâm hoảng loạn khi anh thô bạo giật tay về. Sự thù nghịch tràn ra từ người đàn ông đối diện thiếu điều khiến cô ngộp thở. Cô đã nói sai điều gì, làm sai điều gì, nghĩ sai điều gì hay sao? Cô không hiểu sao? Chính Luận khẽ rít qua kẽ răng, đáy mắt ngập tràn oán hận. Cô Nguyễn à, cô nghĩ giấy có thể gói mãi được lửa sao? Ngày đó cô đã nói với tôi những gì? Rằng giữa cô và gã họ Đoàn kia không hề có chuyện gì, trước kia không, bây giờ cũng không. Thế mà sự thật thì sao? Kẻ mà cô tìm đến mong che chở khi hoạn nạn xảy ra là hắn. Kẻ mà cô chấp nhận bỏ hết tài sản ra để giúp đỡ là hắn. Thậm chí, kẻ đầu tiên cô tìm gặp khi quay về đây cũng là hắn. Thế rồi, con người đang lên cơn cuồng loạn bỗng bật cười. Là cười thật sự. Nụ cười vương chút khổ não và đau đớn tột cùng. Vậy mà, tôi còn tội nghiệp đến nỗi. Bao nhiêu năm nay đều nghĩ rằng cô ngày đó phản bội lại tôi chỉ vì lòng ích kỷ cá nhân. 5 năm qua trốn đi do có điều khó nói. Hôm nay quay về, cốt chỉ mong tôi tìm thấy. Cổ họng anh nghẹn lại,
giọng bật ra có phần vỡ òa, thoạt nghe qua có vẻ như toàn bật khóc. Nhưng tất cả đều là vì hắn. Ngụy Nái lắc đầu ngồi nguậy, trên gương mặt xinh đẹp là sự sửng sốt tột cùng. Cô chồm người đến nắm lấy tay anh, tâm thần hoảng hốt cực độ. Không có, anh nghĩ sai rồi, hiểu lầm rồi. Em... Hiểu sai sao? Cô dám nói chưa từng thành hôn cùng hắn sao? Cô dám nói không đem hết tất cả tài sản chống cự cho hắn trong mấy năm qua? Cô dám nói không có đến tìm hắn ngay khi bước chân về Việt Nam? Em... Thế nào? Không trả lời được, không muốn nói hay không dám nói đây? Nguyễn Ái hít một hơi dài, tay đưa lên gạt đi nước mắt, mạnh mẽ ngước đầu lên, mặt đối mặt cùng anh. Đến giờ phút này, giấu giếm liệu còn có ích gì? Em có, nhưng em làm tất cả những điều đó đều là vì anh, võ gia chính luận. Ồ, vì tôi. Chính luận quay đầu, bật ra âm thanh gần như cười nhạo, bàn tay nắm chặt lại. Nguyên tắc của cô đâu rồi, Nguyễn Ái? Cô có thể trợn mắt nói dối như thế sao? Em không nói dối. Không nói dối? Cô tưởng tôi là thằng ngu, với tính tình của cô lại có chuyện âm thầm chịu khổ sao? Chẳng qua là vì sao? Vì không muốn gặp mặt tôi, vì lo sợ tôi sẽ bất chợt quay về trả thù hai người. Đúng rồi, tôi quả thật là thằng đàn ông ngu xuẩn nhất thiên hạ. Bấy lâu nay đều một mình hoang tưởng bản thân là vai chính của câu chuyện. Chẳng qua đối với cô, tôi không khác gì một vai phản diện cần được loại bỏ. Kẻ cô thật sự quan tâm trong suốt 3 năm qua là hắn, là hắn. Có bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh kéo lại, giọng nam trầm từ phía sau xen ngang bất chợt, lại có thanh âm nhốn nháo từ bên dưới can dự vào. Chính luận bất chấp tất cả, vùng người đến tóm chặt lấy cánh tay Nguyễn Ái xốc bổng lên. Sự thật là cô yêu hắn? Không có. Mắt to tròn mờ, sự phủ nhận tràn ngập biểu cảm. Nguyễn Ái quên cả nỗi đau xác thịt anh đang gây ra trên mình, móng tay lún sâu vào da thịt anh lôi kéo. Em từ trước đến giờ chưa hề yêu qua Đoàn Văn Minh. Đừng nhắc đến tên hắn trước mặt tôi. Người em yêu là anh, võ gia chính luận. Em thật sự làm tất cả mọi chuyện đều là vì anh. Thứ đàn bà khốn nạn vẫn kiên quyết lừa tôi cho đến giờ phút cuối cùng. Mọi cá nhân có mặt gần như bất động, không ai dám thốt ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Lodingo bần thần buông người xuống hàng ghế gần nhất, mắt nhìn chân chân vào cảnh tượng trước mặt. Bao nhiêu bản lĩnh thao túng tình huống đều tan vào sự sửng sốt cực độ. Thằng cháu này làm sao có thể như vậy? Có chuyện to tát gì không lẽ không thể giải quyết riêng tư? Một đấng chủ tịch cao cao tại thượng, danh tiếng khiến cả châu Âu khiếp sợ, làm sao có thể phát cuồng như thế này trước mặt hàng trăm con mắt soi mói? Hơn nửa trong số đó là kẻ thù cạnh tranh đáng để đề phòng. Vậy mà đương sự xem ra vẫn còn chưa thỏa nguyện, xô mạnh cô dâu ra. Lorenzo da Costa đột nhiên bật cười ngạo nghễ, sự giễu cợt pha lẫn xót xa vô hạn. Ánh mắt nhận tâm dõi thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn vẫn nghịch ra vì bàng hoàng. Để tôi nói cho cô biết, Nguyễn Ái, tất cả mọi chuyện cô làm đều là vô ích. Ăn nằm với tôi, vờ vịt quan tâm chăm sóc tôi, giả dối yêu thương tôi. Đáng tiếc, cô đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ không thu được gì. Tôi không hề bệnh, vì thế sẽ không chết. Ông trời để tôi sống sót qua lần tra tấn 5 năm trước, có lẽ nào lại giết tôi đi chỉ vì một căn bệnh nhỏ nhoi. Dừng lại vài giây, anh chỉ một tay lên trời, miệng rít lớn. Hắn để tôi sống, sống là để chờ đến hôm nay. Sau giờ phút này, cả Đoàn Văn Minh và cô đừng hòng tránh khỏi hậu quả. Tôi nhất định sẽ không tha cho các người. Nguyễn Ái gạt đi những đôi tay giúp đỡ của đám dâu phụ, run rẩy tự mình đứng dậy. Bao nhiêu lời hăm dọa của anh, cô đều bỏ ngoài tai, duy nhất chỉ nghe thấy một điểm. Anh không bị bệnh sao? Thế nào, thất vọng lắm sao? Cô thật sự thất vọng. Anh có thể đọc được điều đó trong đôi mắt ngấn lệ kia. Cô quả thật mong anh chết đi. Chút hy vọng mong manh cuối cùng của anh về tình yêu giữa họ đều vụt biến vào hư vô. Lòng đau thắt. Anh lừa em, để làm gì? Để làm gì chứ? Xót xa cực hạn là tất cả những gì anh đọc được trong những dòng lệ không ngừng tuôn xuống. Cô xót cái gì? Đau cái gì? Vì anh không chết sao? Nếu không làm thế, cô có thể tự nguyện quay về với tôi sao?
Anh đau khổ đáp lời, hốc mắt đột nhiên nóng lên. Đáng tiếc, bộ óc thối rữa của tôi lại không hề với đến được lòng thâm hiểm của đàn bà. Cô quay về không do thương hại, mà chỉ vì tài sản của dòng họ Costa. Em không có, em thật sự quay về là vì anh, là vì em yêu anh. Nếu thế, vì sao ban đầu khi tôi cầu hôn, cô lại từ chối? Đến khi biết tôi chẳng còn bao lâu thời gian nữa, lại tự động đề ra kết hôn. Nguyễn Ái nhắm mắt, răng cắn vào môi để chặn lại nỗi hoảng loạn dâng trào. Anh nhất quyết ép cô phải nói ra lý do sao? Em có lý do riêng của em, luận. Nhưng anh cáo buộc em vì yêu Đoàn Văn Minh mới chịu lấy anh. Quả thật vô cùng vô lý. Lúc trước em có lấy hắn cũng là vì muốn lôi kéo sự chú ý của Hoàng Công, để anh có thể an toàn rời khỏi nước Việt. Đem hết tài sản trao cho hắn cũng là vì muốn hắn đóng trọn vở kịch này. Nói đoạn, cô mở mắt nhìn thẳng vào anh, sự thất vọng nặng nề vỡ hòa trên gương mặt xanh xao. Nhưng mà sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, em không ngờ anh vẫn có thể nghĩ lệch đi nơi khác. 3 tháng qua khi chúng ta ở bên nhau, bất luận là trước đó em có gây ra chuyện gì đi nữa, không lẽ những tình cảm của em anh không thể cảm nhận ra? Bảo em vờ vịt ăn nằm cùng anh, có thể. Bảo em vờ vịt quan tâm anh, có thể. Nhưng còn tình yêu của em thì sao, Hà Luận? Con người có thể vì một người mình không yêu mà sáng nào cũng phải đứng cả giờ trong phòng tắm, chờ cho đến khi mắt hết sưng đỏ mới dám lộ mặt sao? Có thể vì một người mình không yêu mà chôn chân cả buổi chiều trong trời mưa rầm rề, cốt chỉ để hắn hả dạ. Có thể vì một người mình không yêu mà để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhất, như hắn chỉ xài mỗi loại dao gạo nào, chân phải dài hơn chân trái bao nhiêu mm, lưng có bao nhiêu vết sẹo sao? Nguyễn Ái nhíu mày, nước mắt vỡ lăn trên gò má, toàn thân bất lực. Không thể đâu, trừ khi hắn là kẻ người đó yêu, Luận à. Toàn thân võ gia chính Luận bất động, mắt nhắm nghiền lại, đầu khẽ ngẩng lên, dường như chẳng còn muốn nghe thêm lời nào nữa. Em thật sự không có chút tình cảm nào với người đàn ông kia, thật sự. Cô quả quyết, nước mắt giàn giụa khi nắm lấy bàn tay buông lỏng của anh, lôi kéo không muốn buông. Anh phải tin cô, nhất định phải tin. Vậy cô có thể cùng người không có chút tình cảm đó có con? Câu hỏi rất trầm, rất thản nhiên, rất nhẹ nhàng, nhưng lại như khối chì đè nặng cả hai kẻ liên can. Mắt Nguyễn Ái mở to, ngạc nhiên thật sự. Anh nói gì? Chính Luận mở mắt, giọng đột nhiên điềm đạm, xong lại mang sự đe dọa khiến người run rẩy. Tôi nói, một người đàn bà từng oang oang tuyên bố bản thân ghét trẻ con, lại có thể thuận tình thuận ý, mang thai cùng một kẻ mình không hề có chút tình cảm nào sao? Em không hiểu anh nói gì, em chưa hề có con cùng Đoàn Văn Minh. Ánh mắt cô bất định, anh bị mất trí rồi sao? Ồ, vậy sao? Đóng kịch rất hay. Nói rồi, anh rút từ từ trong áo ra một tấm hình, đập vào mắt cô là mặt sau ố vàng, phía trên góc trái nguệch ngoạc những chữ đỏ vô cùng lạ lẫm, song lại quen thuộc theo một cách khác. Tháng thứ tư, mẹ thật sự không thể chờ được ngày một nhà ba người chúng ta đoàn tụ. Thiên thần nhỏ à, con chính là món quà Thượng Đế ban cho cha mẹ. Thiên Ân, cái tên mẹ lập tức nghĩ đến khi biết được sự tồn tại của con, rất đẹp phải không? Cô đừng nói với tôi, cả chữ viết của mình cũng không nhận ra. Rồi buông tay để tấm hình rơi lả lả xuống đất. Đối diện với anh bây giờ chỉ là một gương mặt kinh hoàng cùng cực. Ánh nhìn của cô vô định, cứ như treo giữa không trung, không hướng về anh, cũng chẳng phải một đối tượng hữu hình. Nguyễn Ái lúc này đây mang trên người là dáng vẻ của một kẻ vừa trông thấy ma quỷ. Thời khắc võ gia chính Luận dứt khoát quay đi cũng là lúc cả thân hình cô dâu sụp đổ, bàn tay đeo găng của quạng trên mặt sàn chóng muốt, mắt hoảng loạn tìm kiếm bức ảnh cũ kỹ, miệng lẩm bẩm những từ ngữ không còn mang ý nghĩa rõ ràng. Xung quanh vỡ hòa, có tiếng người bàn tán rầm rộ, có đèn flash chói lóa cả giáo đường, có thanh âm nức nở của một số nữ nhân. Anh bỏ mặc tất cả, dửng dưng bước từng bước dài, chỉ muốn chạy khỏi nơi đây ngay lập tức. Tung cửa, ánh nắng lập tức tràn vào tầm nhìn, rạng ngời đến nỗi lóa cả tâm can. Ấy vậy mà anh lại cảm thấy âm u vô hạn. Thiên ân sao? Là ơn trời sao? Là kết tinh tình yêu sao? Tại sao lại chẳng phải là của anh và người đàn bà đó?
Chương 62. Hoàng Trấn Lưu. Võ Gia Chính Luận không biết bản thân đang làm gì, chỉ có mù quáng lao mình về phía trước, xuyên qua quảng trường rộng lớn, xuyên qua dòng người tấp nập như thác đổ, xuyên qua cả sự phồn thịnh của ngày xuân nhộn nhịp. Đến lúc dừng lại, chỉ thấy được bản thân đang một mình đứng giữa dãy hành lang vắng lặng. Hai dãy cột dài chạy thẳng vào bóng đêm sâu thẳm, đen đúa như chính tâm trạng anh lúc bấy giờ vậy. Võ Gia Chính Luận, đứng lại đó. Anh quay đầu, lần đầu tiên được nghe tên mình rõ ràng đến vậy. Thanh âm này dường như đã theo sau anh từ nãy. Chỉ là đến giờ, sự tĩnh lặng của không gian mới cho phép nó trở nên đáng chú ý như vậy. Vẫn chưa nhìn ra kẻ tiếp cận là ai, một cảm giác đau buốt đã dâng lên khối óc. Cả thân người anh trong chớp mắt đã ngã lăn ra sàn. Về ngay, về xin lỗi cô ấy. Kẻ mới đến hét lên, tay nắm chặt cổ áo anh lôi xốc lên. Bất ngờ bị tấn công, bất ngờ bị lôi kéo, tâm trạng Chính Luận vốn đã bất ổn, bấy giờ lại bị đẩy lên đến mức tột điểm. Này thì phong thái cao ngạo của một đấng chủ tịch, này thì sự kiểm soát gắt gao của một thành viên dòng họ Costa, tất cả đều ném hết xuống biển. Anh vung tay phản công, cú đấm bay thẳng vào mặt kẻ này, khiến hắn mất đà ngã nhào về phía sau. Dường như vẫn chưa thỏa mãn cơn giận đè nén trong lòng, người bị tấn công giờ đây đã coi mình trở thành kẻ chủ động. Gã đàn ông bên dưới cũng chẳng phải hiền lành, dùng sức chống cự lại anh, liên tiếp thêm vào trên người anh nhiều cú nện đau điếng. Cả hai vật nhau như vậy, cho đến khi một trong hai la lớn một câu, người còn lại đột nhiên mất hẳn nhuệ khí. Cô ta nói toàn là sự thật. Ngày đó, chính là tôi yêu cầu Nguyễn Ái giả vờ phản bội lại cậu. Nguyễn Đỗ Văn Thành nhồm người đứng dậy, một tay gạt đi vệt máu nơi miệng. Kết hôn cùng Đoàn Văn Minh, trao cho hắn hết tài sản, tất cả đều là vì cậu. Không gian kéo giãn, sự thinh lặng chỉ được kéo dài trong quá 5 giây. Tiếng cười của Võ Gia Chính Luận đã phá vỡ nó. Bây giờ đến lượt anh. Anh và người đàn bà đó chẳng phải cùng một chiến tuyến sao? Lồm cồm bò dậy, anh tựa hẳn người vào chiếc cột phía sau, mắt lóe lên tia hoang dại. Tại sao không nói luôn đứa bé đó là con của tôi? Như thế sẽ trở thành một câu chuyện vô cùng tuyệt vời. Nói rồi lại cười khan. Tôi không biết về đứa nhỏ, nhưng có một điều tôi dám đem mạng mình ra đảm bảo. Nguyễn Ái nói yêu cậu là hoàn toàn chân thật. Văn Thành hằn học đáp lời, toàn thân siêu vẹo, tay chống vào tường đỡ lấy bản thân. Cậu phải tin tôi. Ồ, tin tưởng sao? Một bên mày Chính Luận nhướn lên đầy mỉa mai. Và điều này lại thoát ra từ miệng của một kẻ quen điều xảo trá. Cả thế giới này đã đảo ngược rồi. Tôi rất thất vọng về cậu, Chính Luận. Nếu biết trước, cậu là một kẻ ích kỷ như vậy. Đêm đó, tôi đã để mặc cho cả Võ Gia nổi lửa xử quyết cậu. Leonard cũng không cần vì cậu mà mất vĩnh viễn đi một bên chân. Đến lúc này thì sự khôi hài đã rời khỏi đôi mắt nâu sẫm. Leonard ư? Leonard, nhân viên quèn dưới trướng của Hoàng Thạc Giã, đã liều mạng dẫn anh rời khỏi Ma Cao vào đêm đó. Cái tên của con người này đến cả Hoàng Thạc Giã còn không nhớ đến. Vì lẽ gì ngay cả việc hắn lo đỡ đạn cho anh mà mất đi một bên chân, con người này cũng được tỏ tường đây. Như thể đọc được sự nhận thức trong đôi mắt đối phương, Văn Thành mỉm cười ẩn ý. Leo là một người bạn cũ, ngài Costa à? Là một người bạn rất cũ của Hoàng Trấn Lưu. Là anh cứu tôi. Làm thế là có dụng ý gì? Anh muốn gì nơi tôi? Hoặc là... Khóe miệng Chính Luận khẽ nhếch lên, mắt nheo lại đầy nghi hoặc. Đúng rồi, anh vẫn cần của tôi một nửa Võ Gia, không phải sao? Gã chú ruột bất nhân kia của anh đâu lại chịu san sẻ giang sơn của mình khổ công giành giật, dù là với người thân đi chăng nữa. Huống chi hắn đến chết vẫn không biết được kẻ dấp tâm ám hại lại chính là người cháu ruột của mình. Thoáng sự âm u dâng lên trong đáy mắt Văn Thành khi Chính Luận vừa kết thúc, song nhanh chóng tan biến. Anh nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện một lúc lâu, sắc mặt rét lạnh dần dần giãn ra. Cuối cùng, vị tổng giám đốc Volga khẽ thở dài não nề, đầu lắc nhẹ. Kẻ xung quanh khi nhìn vào thường cho rằng Nguyễn Ái vô cùng ích kỷ. Hóa ra, kẻ ích kỷ nhất trên đời này chính là cậu, Võ Gia Chính Luận. Đáp lại chỉ là ánh mắt đầy thù nghịch. Từ đầu đến cuối,
mọi việc cứ đều phải xoay quanh bản thân cậu hay sao? Cậu muốn Nguyễn Ái quay về, nên đã gạt lừa cô ấy mình bị bệnh, ra vẻ bao dung rộng lượng, chấp nhận cái gọi là quá khứ của cô ấy. Nhưng thực chất lại không chịu được cám dỗ của niềm hạnh phúc cô ấy mang lại. Lúc nào cũng tỏ ra bản thân bị tổn thương nặng nề để có lý do hành hạ kẻ khác, trói buộc kẻ khác vào mình. Tôi nói cho cậu biết, võ gia chính luận, nếu cậu thật sự yêu Nguyễn Ái, thì sớm đã không hề tính toán quá khứ của cô ấy có bao nhiêu người con. Câm miệng! Chính luận gầm lên rồi xông vào xốc lấy cổ áo Văn Thành, thái độ hệt kẻ bị đẩy đến cực hạn. Anh thì biết cái quái gì, tôi bất chấp cô ấy có bao nhiêu người con trong quá khứ. Một đứa, năm đứa, mười đứa ư. Nguyễn Ái có thể lên giường với cả ngàn người, tôi bất chấp. Nhưng chỉ có thể có một mình tôi trong tim, đó là điều duy nhất tôi yêu cầu. Thế nhưng những dòng chữ nguệch ngoạc sau tấm ảnh siêu âm đã nói lên một câu chuyện khác. Người đàn bà quả thật đã yêu thương cha của đứa trẻ, và kẻ đó dù có bẻ cong sự việc đến độ nào cũng không đến lượt anh. Văn Thành lắc đầu cười khẽ, mắt nhìn thẳng vào con người cuồng loạn trước mặt. Nổi điên như thế này, võ gia chính luận quả thật là một kỳ quan. Nếu không phải vẫn còn bất bình trước hành động vừa rồi của hắn đối với Nguyễn Ái, anh có thể đã phá lên cười lớn. Chỉ có một mình cậu trong tim sao? Đó có thể là điều duy nhất cậu yêu cầu, nhưng lại là tất cả những gì Nguyễn Ái có, chính luận à? Lực siết trên cổ anh dần dần giảm sút. Xem ra lời lẽ này đã có tác dụng trên con người bạo tàn. Ngày đó, quả thật chính tôi đã yêu cầu Nguyễn Ái ruồng bỏ cậu, sau đó xếp đặt để đưa cậu đến Ý trong tình trạng hoàn toàn hôn mê, khiến cậu khi tỉnh dậy tin tưởng tuyệt đối vào sự phản bội của người mình yêu. Chứ cậu thật sự nghĩ bản thân được giải thoát bởi lão công thần gian xảo kia sao? Nếu ngày đó Hoàng Thạc Giã là kẻ đã cứu cậu khỏi vòng hiểm nguy, còn tôi và Nguyễn Ái chính là đồng bọn đã lừa cậu vào bẫy, ông ấy có thể nào lại dễ dàng tha cho chúng tôi như vậy? Toàn bộ sự thật của hôm ấy không ai rõ ràng ngoài tôi và Nguyễn Ái. Nếu cậu nghi ngờ, có thể đi hỏi lão già họ Hoàng kia, hỏi xem hắn có biết ai tên là Leonard, hỏi xem đám người ngày đó lao vào cứu cậu thuộc phần tử nào, và ai là người đứng ra hiến máu cho cậu sau bao lần bị võ gia bắt được. Còn cáo già đó, đến cháu ruột của mình cũng phó mặc sống chết, đừng nói gì đến một tiểu chủ thất thế như cậu. Không thấy đối phương phản ứng, mắt lại thình lình dán vào một điểm bất định trên sàn nhà, có vẻ như đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Văn Thành cười khổ, rồi chậm rãi bước đến trước mặt gã đàn ông đang đứng sững ra như tượng, một tay đặt lên vai hắn, siết chặt. Tôi biết cậu có vết thương tâm lý từ thuở nhỏ. Gianna da Costa đã khiến võ gia chính luận mãi mãi mang nặng lòng nghi ngờ với mọi thứ. Thế nhưng cậu võ à, sự việc trên đời này không nhất thiết phải như bề mặt của nó. Một người đàn bà yếu ớt, nhẫn tâm ruồng bỏ đứa con của mình, lại có thể là người mẹ có tấm lòng cao cả nhất thế gian. Một đứa con gái bên ngoài ích kỷ, độc địa, thế nhưng trước một cá nhân riêng biệt có thể lộ ra tấm lòng thiên sứ. Chính luận gạt bỏ bàn tay trên vai xuống, lạnh lẽo ngắt lời. Nhắc đến Gianna làm gì? Bà ta thì có liên hệ gì trong chuyện này? Gianna là ân nhân của tôi, chính luận, và cũng không phải là một người đàn bà thật tâm nhân hậu. Bà ấy cứu tôi là có điều kiện, một chuyện mà bà ấy chắc rằng chỉ có tôi mới có khả năng đảm đương, một khi căn bệnh nuốt trọn sự sống từ cơ thể héo hon của bà ấy. Ánh mắt của đối phương trong một giây bỗng nhiên hoang mang cực độ. Ý anh là... Đúng, chính luận. Văn Thành nhắm mắt, đầu gật nhẹ. Gianna da Costa đã chết cách đây 12 năm. Tôi đã ở bên cạnh bà ấy đến giây phút cuối cùng. Trước khi ra đi, Gianna bắt tôi phải hứa chăm sóc cậu cả đời, nhất định phải dắt cậu về với dòng dõi Costa, không muốn để cậu tiếp tục lầy lội trong một võ gia u ám nữa. Yên tĩnh đến đáng sợ, Văn Thành có thể cảm nhận ra gã đàn ông trước mặt đang cố gắng nén lại đau thương. Nói cho cùng, hận đến cỡ nào, Gianna cũng là mẹ ruột của cậu ta. Gianna có thể là một người đàn bà hèn nhát, nhưng lại là một người mẹ tận tâm vô cùng. Thiết nghĩ đến lúc này, võ gia chính luận cũng nên buông bỏ mối hận bám giết bao năm rồi. Song anh đã lầm. Nụ cười khẩy thoát hiện lên trên gương mặt đanh lạnh. Con người mang họ võ gia ngẩng đầu nhìn anh, cặp mày rậm nhướn lên một cách khó hiểu. Như thế vừa nghe qua một câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ.
Tôi nên tin anh là Gianna da Costa, vì muốn bảo vệ con trai của mình đã yêu cầu sự giúp đỡ từ một đứa trẻ mới vỏn vẹn 17 tuổi, có quan hệ ruột thịt với người tình của chồng, cũng chính là kẻ có ác tâm muốn làm hại con mình. Khoanh tay lại, mặt ngẩng lên cao ngạo, võ gia chính luận chẳng mấy chốc đã lấy lại phong thái tự tin của những bậc lãnh đạo. Hoàng Trấn Lưu, hoặc anh nghĩ tôi đủ ngu đần để có thể bị gạt dễ dàng bởi một câu chuyện vô cùng phi lý như vậy. Hoặc người đàn bà kia trước lúc lâm chung, đầu óc đã không còn minh mẫn, vì thế mới giao mạng sống của con mình vào tay kẻ thù. Anh thấy bên nào có khả năng hơn, hãy nói thử xem. Thần kinh phát hỏa, Văn Thành túm chặt lấy cổ áo, gã người Ý xô mạnh vào tường. Đôi mắt trong một giây đột nhiên trở nên hung tợn. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, võ gia chính luận trông thấy biểu hiện này trên gương mặt gã bạn chí cốt, vốn tính tình cợt nhả. Trong lòng không khỏi có rất nhiều ngạc nhiên, nhất thời quên cả chống đối ngược lại. Tôi cảnh cáo cậu, võ gia chính luận. Văn Thành nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ. Cậu có thể sỉ nhục tôi, nhưng không thể nhạo báng mẹ ruột của mình. Gianna thật lòng yêu thương cậu. Vậy sao? Tôi chẳng phải chỉ vừa nêu ra những lỗ hổng trong câu chuyện của anh thôi sao? Có bà mẹ nào thương con đến nỗi phải đem con mình giao vào tay thằng chó ruột của kẻ thù không đội trời chung? Gianna nếu không phải bị quẫn trí thì là anh bịa đặt. Tất cả đều là quân dối trá. Tôi không bịa đặt, mẹ cậu cũng không quẫn trí. Không gian đột ngột mang nặng chất trì. Hai gã đàn ông mặt đối mặt, hơi thở hậm hực, ánh mắt quyết liệt. Tình huống kêu gọi con người họ Nguyễn kia. Phải đưa ra quyết định cuối cùng. Hoặc anh phải nói ra sự thật, hoặc dùng tay trần giết chết tên khốn nạn này ngay tại đây. Có điều, anh không thể giết hắn. Anh không muốn, càng không nỡ. Văn Thành trầm giọng, đáy mắt phất lên sự kiên định hiếm hoi khi thốt ra những chữ tiếp theo. Vì bà ta biết, trong cuộc đời này, ngoài Hoàng Công và võ gia Hùng gia, tôi sẽ không tổn hại đến một sợi tóc của người thân ruột thịt cuối cùng. Anh nói gì? Trước vẻ mặt sửng sốt của gã đàn ông vốn nổi danh máu lạnh, Nguyễn Đỗ Văn Thành tay khoanh lại, đầu nghiêng nhẹ về bên phải, trong khi khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười toát ra mang đầy khí chất đế vương. Chính luận biết vị giám đốc họ Nguyễn sở hữu trong mình nhiều mặt thâm trầm, song dù trong trí tưởng tượng phong phú nhất cũng chưa hề nghĩ đến phong thái này. Một cách nào đó, võ gia chính luận lại như trông thấy chính bản thân mình hiển hiện trước mặt. Tôi nói, tôi là anh trai của cậu, võ gia chính luận. Không thể. Buông rời mọi kiểm soát, võ gia chính luận dường như la lớn lên, mắt xoáy thẳng vào gã đàn ông trước mặt, cố tìm cho được dấu hiệu của sự gian dối. Một chút cũng không dò ra được. Tôi thật sự là anh trai của cậu. Việc này cả Nguyễn Ái cũng hay biết. Ngày đó, vì thuyết phục cô ấy tin tưởng tôi sẽ không hại cậu, bản xét nghiệm DNA tôi đã đưa đến tận tay, kèm theo nhiều đầu mối chứng thực mẹ tôi từng có liên hệ đến võ gia Hùng. Chính luận bần thần, mù sương mịt mờ trí óc. Người thân rất quan trọng, Nguyễn Ái đã từng nói với anh như vậy. Song lúc đó, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô ám chỉ Rodingo. Tôi biết điều này rất khó tin, song cũng chính vì sự thật này, võ gia Hùng ngày đó mới có cơ hội gặp gỡ Hoàng Công. Cũng chính vì sự thật này, người mẹ đáng thương của tôi mới phải chết thảm dưới tay em trai ruột thịt. Cũng chính vì sự thật này, Gianna mới bỏ hết công sức đưa một thằng bé đầu đường xó chợ vào tổ chức. Đôi mắt cương nghị nhìn thẳng vào võ gia chính luận. Và bởi sự thật này, tôi là kẻ duy nhất trên thế gian Nguyễn Ái có thể tin tưởng trao sinh mạng của cậu vào tay. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua trong tĩnh lặng. Võ gia chính luận ngồi bệt xuống sàn, tay luồn vào tóc vò nắn trán mình. Có vẻ như với tất cả sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, anh khó lòng có thể dung nạp hết vào bộ não. Đến giờ phút này, anh cũng chẳng biết phải tin vào gì nữa. Tại sao cuộc sống lại phức tạp như vậy? Gianna rốt cục là có yêu thương anh sao? Văn Thành từ đầu đã không hề phản bội sao? Nguyễn Ái, Nguyễn Ái trong những năm qua lưu lạc cũng chỉ vì anh sao? Có quá nhiều khúc mắc, quá nhiều vấn đề, quá nhiều điểm nghi ngờ. Nếu anh chọn tin vào một trong những điều trên, bắt buộc những sự việc nối liền đều mang tính xác thực. Không lẽ võ gia chính luận đã sai nhiều đến vậy sao? Không, anh không muốn thừa nhận bản thân đã sai.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Văn Thành do dự vài giây, rồi tạm thời rời mắt khỏi thân hình suy sụp trên sàn, quay đi tiếp nhận điện thoại. Chính Luận ôm đầu, mắt nhắm nghiền, chẳng hề chú ý đến cảnh vật xung quanh. Trong lòng rối ren như tơ vò. Nếu đã như vậy, vì sao phải mang thai cùng hắn? Lẽ nào vì chung đụng lâu ngày nên đã sinh tình? Trái tim cô vì thế đã bị lung lạc sao? Lung lạc rồi còn quay lại với anh để làm gì? Anh biết nghĩ thế nào đây? Biết đối mặt như thế nào đây? Cái gì? Thanh âm đầy hoảng loạn, vang vọng khắp dãy hành lang, nhanh chóng lôi Chính Luận về với thực tại. Vẻ mặt báo động của Văn Thành khi hướng về anh dễ dàng cho thấy bất cứ điều gì khủng khiếp đang xảy ra chắc chắn có liên quan đến võ gia Chính Luận. Ánh mắt giao nhau, ý nghĩ không cần lời lẽ cũng rõ ràng như ban ngày. Trong vòng một giây, hơi thở của con người mang họ võ gia đột nhiên mất hẳn, quả tim loạn nhịp liên hồi, đánh dấu sự xâm lược của nỗi sợ bất ngờ. Nguyễn Nái. Chương 63. Ngày kinh hoàng. Khi đuổi theo bóng hình bất kham của gã chủ tịch nhà Costa, Văn Thành đã từng nghĩ ngày kinh hoàng chính là đây. Cho đến khi phải một lần nữa leo lên xe đuổi theo cô dâu của hắn, anh mới chợt nhận ra ngày kinh hoàng vẫn chưa hề chấm dứt và có xu hướng trở nên vô cùng tệ hại. Là chiếc Ferrari màu đỏ đó. Văn Thành nhíu mày, nhận ra bóng dáng xe quen thuộc đích thân anh đã chọn cho người vợ bé nhỏ khi họ vừa đến Ý được 5 ngày. Milan có không ít loại xe xa xỉ này dọc ngang đại lộ, song Rome lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đó chắc chắn là Nguyễn Ái. Người đàn bà đó có tỉnh táo không? Tại sao lại đưa chìa khóa cho cô ta? Cẩn thận lời lẽ, cậu đang nói về vợ tôi đấy. Chính Luận đến bất bình cũng không buồn biểu hiện trước lời cảnh cáo của kẻ ngồi bên ghế hành khách. Trong đầu đến một từ cẩn thận cũng không hề ghi nhận. Tất cả mọi tâm trí, sự tập trung, nỗi lo lắng đều dồn vào cái bóng đỏ đang lao vun vút trước mặt, cách mũi xe một khoảng xa. Giữa đại lộ ngập nắng, có hai bóng xe đang lao hết tốc lực. May mắn thay, con đường vào thời khắc này không đông đúc như thường ngày. Nếu không, với tốc độ điên cuồng của họ, đã sớm gây ra tai nạn đáng tiếc. Khốn kiếp, tốc độ của đống phế thải này quá chậm. Chính Luận nghiến răng, khuôn mặt căng thẳng pha lẫn phẫn nộ. Có thể nhìn ra, nếu không vì muốn mất dấu cô dâu của mình, ngài chủ tịch đã sớm đem chiếc xe tội nghiệp này phân thành ngàn mảnh. Văn Thành thở dài, cũng bởi khi nhận được tin Nguyễn Ái đã bất ngờ rời khỏi Đại Thánh Đường, lao vội vào xe của Ngọc Nghi rồi phóng đi trong trạng thái vô cùng bất ổn. Võ gia Chính Luận nào có còn sở hữu thứ gì gọi là lý trí. Lúc ấy chỉ có nước chạy thật nhanh quay lại quảng trường, vớ đại một chiếc xe bất kỳ nơi bãi đỗ và gắt gao đuổi theo bóng dáng khuất dạng. Đừng nóng, cậu có biết chúng ta đang lao đi với tốc độ 160 km/h không? Tôi thề mình có thể nghe được tiếng còi hù dọa của cảnh sát rồi đấy. Tuy là nói thế, đối với một kẻ yêu tốc độ như Văn Thành, đây vẫn chưa hề hấn gì. Anh chẳng qua chỉ muốn kẻ kề cạnh mình bình tĩnh lại đôi chút. Vốn định sẽ cầm lái, ai ngờ tên đàn ông vì quá lo lắng cho Nguyễn Ái mà vội vã vô cùng. Trong tích tắc đã nhào người vào ghế lái. Văn Thành nhất thời nào có kịp phản ứng. Ngay cả việc đuổi theo Chính Luận để nhét mình vào ghế hành khách vừa lúc xe nổ máy đã là một kỳ công. Cảnh sát sao? Đến lúc cần thì chẳng thấy đâu. Phải làm gì đó với người đàn bà và chiếc xe điên cuồng kia chứ. Chính Luận chợt gầm lên, mắt thoáng sự bất nhẫn. Tuy nóng giận là vậy, song cuối cùng họ cũng đã đuổi kịp chiếc Ferrari đỏ chói trước mặt. Ánh nắng chan hòa khiến cho mái tóc đen vần vũ trong gió, làn da ngà ngọc và sắc trắng tinh khôi của chiếc váy cưới đột nhiên bừng sáng. Trông thấy Nguyễn Ái giây phút này đây không khác xa thiên sứ là bao, nhưng là thiên sứ thù hận. Ái, em đứng lại cho tôi. Kính xe vừa chạy xuống, giọng la thất thanh của võ gia Chính Luận đã bật ra, xé tỏa cả gió liên tiếp hồ về phía Nguyễn Ái. Vậy mà, người con gái kia không hề biến sắc, thậm chí cũng chẳng quay lại nhìn. Cả cái nhíu mày cũng không buồn thể hiện. Mọi biểu cảm dường như đã đóng băng hoàn toàn. Nguyễn Ái, em có nghe tôi nói hay không? Nếu em không lập tức dừng xe, đừng trách tôi sao không nương tay. Nói rồi, dịch chuyển xe lại gần, chỉ còn vài phân nữa là hai chiếc xe song song đã có điểm chạm. Khoảng cách vừa đủ, Chính Luận lập tức buông lời đe dọa, cốt chỉ để bẻ gãy sự hờ hững bất thường
trên con người đang lao đi điên cuồng kia. Nếu không dừng, tôi sẽ lao sang đó. Nhiều giây trôi qua trong thế xe giằng co, anh đã chịu hết nổi, nhanh chóng cầm tay Văn Thành nhấn vào vô lăng. Bản thân dự định lao mình qua chiếc xe kia cản lại. Thoáng nụ cười nhạt trên đôi môi đỏ lừ, chính luận suýt nữa tưởng mình đã hoa mắt. Một giây sau mới hiểu ra nó có ý gì. Dầm một tiếng, chiếc xe đỏ đột nhiên lao vào kẻ đồng hành song song bên cạnh, khiến nó bị dội ra một khoảng xa. Tay Văn Thành lệch đi đôi chút, nhưng may mắn thay vẫn có thể giữ cho xe ổn định. Tuy nhiên, họ lại bị rớt ra phía sau. Cú va chạm tuy chỉ diễn ra không quá 2 giây, không gây ra tổn hại gì lớn lao ngoài sự ngạc nhiên lên đến cực điểm của hai gã đàn ông. Song vấn đề nằm ở kẻ gây ra hành động này. Nếu không bị điên cuồng thì cũng đã cuốn chế. Võ giả chính luận ngập tràn lo sợ khi ném cái nhìn theo bóng xe khuất dần. Và dĩ nhiên, nỗi sợ không phải dành cho bản thân. Vô ích thôi, cô ấy đã tăng tốc. Đó là SA Apeta đấy. Cậu nghĩ làm sao chúng ta có thể theo kịp đây? Điều gì khiến anh nghĩ tôi còn quan tâm nó là loại xe gì ngay giờ phút này? Chắc chắn là còn cách khác. Cứ cái đà này, cậu sẽ ép cô ta gây ra nhiều trò dại dột hơn cả vừa rồi. Phải tìm cách nói chuyện với cô ta. Nếu tôi có khả năng làm được điều đó, chúng ta đã không có cuộc hội thoại vô bổ này. Người đàn bà đó đến nhìn cũng không muốn nhìn tôi. Nếu anh có thời gian thì về dạy lại vợ mình. Nếu nguyên ái của tôi mất đi một sợi tóc, à đến cả mặt trời cũng đừng hòng nhìn thấy. Bàn tay Văn Thành siết chặt. Nếu không vì họ đang lao đi với tốc độ đòi hỏi sự tập trung cao nơi người lái, anh đã sớm tặng cho gã đàn ông này một quả đấm vào mặt. Chính là hắn đã chọc điên cô dâu của mình, đến bây giờ lại dở giọng dọa nạt vợ anh sao? Nếu hắn nghĩ anh vẫn còn là một Văn Thành, một dạ hai vâng của ngày đó, hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Nguyễn ái của cậu chính là tự động nhảy vào xe của Ngọc Nghi. Chìa khóa vốn đã bị cô ấy quên bẵng trong xe từ trước. Nếu muốn trách là trách chính bản thân. Đột ngột dừng lại, Văn Thành sực nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Khoan đã, Ngọc Nghi để quên chìa khóa trong xe, có nghĩa là điện thoại cô ấy cũng ở một chỗ. Chỉ cần chúng ta nói chuyện được với Nguyễn ái, có khả năng sẽ khuyên can được cô ấy quay lại. Còn chờ gì nữa, mau gọi cho cô ta. Mắt vẫn hướng thẳng, chính luận sốt sắng tiếp lời, tâm tư muốn phát cuồng. Không cần đợi nhắc đến lần thứ hai, Văn Thành đã nhanh chóng ấn số vào số máy của Ngọc Nghi. Chuông đổ gần một phút nhưng không ai trả lời. Đến lúc anh tưởng chừng Nguyễn ái đã không đếm xỉa, giọng nữ từ bên kia lại vang lên, dịu dàng và bình thản, tương phản hoàn toàn với âm thanh ồ ồ của gió, hoàn toàn không mang dấu hiệu gì của một kẻ điên đang lên cơn kích động. Luận à, anh không bị thương chứ? Văn Thành chớp mắt, ngạc nhiên trước lời mở đầu đầy lo lắng từ Nguyễn ái, kẻ vừa thô bạo đâm xe vào họ chỉ vài phút trước. Anh không phải... Nói chưa hết câu thì điện thoại đã bị ai kia giật mất. Em đang chơi cái trò điên khùng gì thế hả ái? Còn không mau dừng lại. Đừng quát mắng cô ấy. Nhớ, Nguyễn ái đang bị kích động. Văn Thành giết nhẹ, mặt ra vẻ rất bình tĩnh, tay ra dấu cho đối phương bình tĩnh. Mặc kệ hai kẻ nơi này đang giằng co cùng điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng từ bên kia đầu dây vẫn đi theo nhịp đều đều. Em xin lỗi, em không cố ý đâm vào anh đâu. Anh không bị thương nơi đâu chứ? Trong xe đột nhiên thinh lặng, có thể thấy vẻ mặt chính luận phức tạp vô cùng, có vẻ là ngạc nhiên, lại cũng như lo sợ. Anh biết không, hôm đó trời cũng nắng hanh hệt như vậy. Em sắp đến ngày sinh rồi, nên không muốn ai phiền hà. Bác sĩ lại bảo nắng rất tốt cho sản phụ, nên ngày nào bác Tân cũng chở em dọc theo bờ biển cả. Cứ như bị ma thuật bịt miệng, võ gia chính luận đột nhiên không thốt ra được lời nào. Cô đang nói về cái thai đã mất sao? Tại sao lại có thể thản nhiên như vậy? Thậm chí còn rất hạnh phúc nữa. Vì sao rõ ràng là chất giọng ấm áp, nhưng lại khiến kẻ lắng nghe lạnh run thế này? Càng gần đến ngày, em lại càng cảm thấy khó ở, tâm tình buồn vui thất thường lắm. Có đôi khi phải dùng cả thuốc an thần để giữ bản thân ngủ yên, tránh không động đến thai nhi. Em nhớ anh lắm, Luận à, tại sao lại không đến thăm em lần nào? Thiên Ân cũng rất nhớ ba, phải không con? Nói rồi cô khẽ bật cười, thì như thật sự có sự hiện diện của đứa trẻ mang tên Thiên Ân kể bên. Hơi thở chính luận đứt đoạn, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Thiên Ân rất ngoan đó, Luận à,
lại rất thích xe. Lúc nào ở trên xe, nó đều rất yên lặng, không làm phiền em nghỉ ngơi chút nào. Ái à, hãy nghe em nói, em dừng xe lại, chúng ta sau đó sẽ... Nó thật sự rất ngoan, em thề. Cô đột nhiên lên giọng, ngắt ngang lời của anh. Chắc chắn sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn vô cùng. Em đã cố nói với họ như vậy, em thề đó luôn. Đôi tay trên vô lăng siết chặt khi nghe tiếng nấc từ bên kia đầu dây dần dần lớn lên. Nguyễn Ái mới cười mà giờ đây đột nhiên bật khóc, giọng nói ngày càng vỡ òa. Em đã cố nói với họ, Thiên Ân là một đứa trẻ ngoan, thậm chí còn thề với họ sẽ trở thành một bà mẹ rất tốt. Vậy mà họ vẫn không tha cho nó, luận à? Họ đòi lấy nó ra khỏi cơ thể em. Anh có thể tưởng tượng được không? Sao có thể làm ra chuyện man dợ như vậy? Họ còn phỉnh lừa em, bảo rằng nó đã chết. Bật ra một âm thanh giữa khóc và cười, giọng cô ngày càng nhốm chất hỗn loạn. Em là mẹ của nó, em mang nặng con gần 10 tháng. Lẽ nào con còn sống hay chết, em cũng không biết. Họ rõ ràng vì ganh tị với Thiên Ân của chúng ta, vì thế muốn nó chết. Tại sao chứ? Sao anh không cản họ hà luận? Những con người đó, họ chính là muốn giết con anh. Sao anh không làm gì cả? Sao bảo làm tất cả vì em? Vậy mà đến cả xuất hiện trước mặt, một việc còn con như vậy cũng không làm nổi. Hít một hơi dài, Chính Luận trầm giọng, cố giữ cho mình không run rẩy. Ái, bình tĩnh, nghe anh nói. Có chuyện gì về nhà hãy nói, được không? Đầu tiên phải dừng xe lại, tắt máy, ngồi yên tại chỗ. Anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em, được chứ? Dừng xe. Đúng vậy, dừng xe. Có dừng xe, anh mới đến được với em, có đúng không? Nhưng Thiên Ân rất thích xe. Nguyễn Ái do dự, giọng mông lung. Con nít không thể chiều, hãy nghe anh, dừng xe. Đợi anh đến, anh sẽ đưa hai mẹ con em về, có được không? Vậy, phải dừng thật ư? Ừ, dừng lại đi, anh sắp đến rồi, một chút nữa thôi. Bên kia vọng lại, chỉ còn tiếng gió rít. Bàn tay võ già Chính Luận diễn ra mồ hôi lạnh toát, thấp thỏm đợi chờ quyết định bên kia đầu dây. Lòng già anh nóng ran như lửa đốt, bất nhẫn nhấn liên hồi vào chân ga khi nhắc thấy bóng dáng chiếc xe đỏ phía trước. Cô không bình thường, quả thật không bình thường. Lúc này đây, anh bất chấp câu chuyện của cô hoang đường đến cỡ nào, rằng Thiên Ân còn sống, rằng đó là con của họ, rằng có kẻ muốn giết chết bảo thai. Chỉ cần cô dừng xe, chỉ cần cô thoát khỏi hiểm nguy do bản thân gây ra, muốn anh vào vai diễn này cả đời cũng không hề hấn gì. Cô tuyệt đối phải an toàn. Hơi thở anh dồn dập khi khoảng cách giữa xe của họ ngày càng rút ngắn. Xem ra lời khuyên dụ của anh đã có hiệu lực. Nếu không, bằng tốc độ của mình, anh đã không tài nào đuổi kịp chiếc xe đó. Gánh nặng dù vẫn chịu lòng, nhưng đã phần nào nhẹ đi đôi chút. Cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn trái tim cũng đã vơi đi phần nửa. Chưa bao giờ võ gia Chính Luận cảm thấy mình may mắn như giờ phút này. Niềm vui chưa được dậm lên đã bị đánh bất ngờ. Hòa lẫn với tiếng gió kêu gào, giọng nữ từ trong điện thoại lại khẽ khàng cất lên, ấm và kiên định, thể như kẻ sở hữu chưa hề trải qua bất cứ thứ gì gọi là kích động vậy. Anh đã thỏa mãn chưa? Em nói gì? Nhìn thấy em như vậy, anh hẳn rất vui. Nguyễn Ái, em lại nói gì thế? Dừng lại vài giây. Ái, có nghe anh nói không? Dừng xe lại đi. Không hề để tâm đến kẻ đang lên cơn hốt hoảng phía bên kia hội thoại, Nguyễn Ái lại cười rồi hững giọng. Em cho anh biết một bí mật, Thiên Ân chết đi cũng là do anh. Em nói gì? Chính Luận nhíu mày, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, mắt vẫn cố định trên chiếc xe phía trước. Nếu không phải vì anh lấy cô gái đó, em cũng không cần quẫn trí như vậy, bất cần, dại dột, mất đi lý trí. Ái à? Lòng anh quặn lại, cổ họng dường như bị siết chặt đến nỗi không thốt nên lời. Không lẽ chuyện cô sẩy thai có liên can đến anh? Anh lấy người đàn bà đó làm gì? Nếu không vì anh, em cũng không cần phải làm như vậy. Nửa điên nửa tỉnh, sống vất vưởng như một hồn ma suốt mấy năm qua. Không vì anh lấy nó, tinh thần em cũng không sa sút thảm hại. Không vì anh lấy nó, em cũng không cần điên loạn rời khỏi nhà vào hôm ấy, ôm theo cả cái thai 9 tháng mà bị người ta đụng trúng. Thành âm vỡ nát, cô òa lên khóc thật sự. Thiên Ân sau lúc đó không còn động đậy nữa, anh biết không?
Nó ngất đi, nhưng họ lại bảo nó chết. Sao có thể chứ? Ngày sinh vốn không còn ra, sao có thể va chạm một cái liền bảo rằng nó đã chết? Khốn nạn, cả anh và bọn người đó đều khốn nạn. Ái, câm miệng, anh không được nói. Anh muốn nói gì? Muốn cười trên sự đau khổ của tôi sao? Đâu rồi, sao không thét vào mặt tôi như khi nãy nữa đi? Một lúc trải qua trong hơi thở gấp gáp, khi lên tiếng trở lại, giọng Nguyễn Ái bỗng dịu dàng đến bất ngờ. Anh đừng lo, em còn phải cảm ơn anh. Không nhờ anh, cả đời này em cũng không nhớ ra thiên ân. Không nhờ anh, em cũng không mất đi con của mình. Chính luận khổ sở van này, bao nhiêu giận dữ trước sự điên rồ của cô đều bị vùi vào nỗi sợ hãi canh cánh. Anh xin em, hãy dừng lại. Em muốn la mắng gì, anh cũng sẽ không... Mắng ư? Em không nỡ. Ngay cả hận anh, em cũng không đủ can đảm. Cô đáp lại đầy lý trí. Trước giờ đã thế. Em luôn tự hỏi, vì sao Nguyễn Tiến tàn nhẫn đến vậy? Michael hững hờ đến vậy? Em lại chưa bao giờ có khả năng hận họ. Người ta nhìn vào liền nghĩ rằng Nguyễn Ái thập phần mạnh mẽ. Hóa ra đến cuối cùng chỉ là một kẻ dám yêu, nhưng lại không dám hận. Trầm giọng, cô cười mà cũng như không. Nhưng anh đã giải thoát cho em, Luận à. Đột nhiên, em cảm thấy rất hận anh. Theo sau là một tiếng rộp rõ to. Ngước lên thì trông thấy cánh tay trắng ngần vươn cao khỏi đầu. Vật trên tay cô rơi xuống mặt đường, vỡ nát. Chiếc xe sau đó phanh gấp. Mũi quay 90 độ đâm xuống thảo nguyên xanh rì bên phải. Tốc độ dường như đã tăng lên đến mức cực điểm. Không được, cậu điên à. Văn Thành chồng người giằng co với đôi tay trên vô lăng. Phía trước là bờ đá, còn chạy tiếp sẽ lao thẳng xuống. Buông ra. Không, tôi không. Không được. Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Biết bao kinh hoàng dồn vào duy nhất vài giây ngắn ngủi. Nguyễn Ái trong váy cưới trắng muốt, tông ngã rào cản, lao vùn vụt ra khỏi bờ đá, thẳng vào dòng nước xanh thẫm. Tiếng thét thất thanh của võ gia Chính Luận hệt muốn xé nát cả không gian. Bản thân Văn Thành theo bản năng sống còn, dùng hết sức bình sinh nhào sang bẻ lệch tay lái. Ập đến tiếp theo là một màu đen mù mịt, rồi xám, rồi trắng. Đến khi lấy lại ý thức thì đầu óc đã quay cuồng, chất lỏng âm ấm tràn vào mắt, có thể ngửi ra hương vị tanh lợ của máu. Chính Luận, cậu không sao chứ? Văn Thành một tay ôm đầu, một tay với sang tìm kiếm thằng em trai. Anh còn đau thế này, kẻ ngồi ngoài như hắn, theo lý còn chịu thương nặng hơn. Thế nhưng bàn tay chỉ vờn vào hư không. Trong đầu ập đến một cơn báo động. Văn Thành chồm người đến trước, phóng tầm nhìn méo mó của mình qua lớp kính rạn nứt. Chỉ kịp trông thấy một thân ảnh đàn ông trong lễ phục đen thẫm, siêu vẹo dưới nắng, dáng đi chập chờn, nửa chạy nửa vấp. Chưa kịp mở miệng ngăn cản, bóng dáng đó đã lao thẳng xuống sông, ngay vị trí cô dâu của hắn vừa lao xuống nhiều giây trước. Văn Thành sững sờ. Chính Luận. Chương 64. Chấp nhận tất cả. Bạn đã bao giờ cảm thấy thế giới từng mảnh đột nhiên rơi rớt, vụn vỡ xung quanh mình? Đứng ở trung tâm, tay với cao, song không thể nào chạm vào ánh sáng. Càng chạy, cảnh hoang tàn càng đuổi theo sát gót. Hoặc đơn giản hơn, tận mắt trông thấy vật chân quý nhất trên đời sắp tuột khỏi tầm tay. Váy trắng bồng bềnh tỏa vây xung quanh thân hình bất động. Sắc xanh của nước khiến gương mặt bình yên của cô bỗng lạnh đến không ngờ. Anh dùng hết sức bình sinh của mình đến với cô, ôm chặt cô vào lòng, lôi kéo. Bị vướng, không tài nào kéo cô ra khỏi chiếc xe đang ngày càng chìm sâu vào bóng đen. Tâm thần anh hốt hoảng, không biết làm gì khác ngoài áp miệng vào truyền khí cho cô. Tay sau đó củ quạng xuống dưới, tìm cách tháo gỡ vướng mắc. Vô ích, đầu anh quá nhức, mắt cũng mờ dần, lồng ngực cháy gian. Ý thức dần rời ra, anh biết mình sắp phải buông tay. Tự duy trì sinh mệnh chính là bản năng nguyên thủy của loài người. Ấy vậy mà, chính cái gọi là bản năng trong anh cũng gào thét đòi ở lại. Sinh mệnh có còn đáng để duy trì khi không còn Nguyễn Ái không? Gã đàn ông chẳng tay ôm chặt thân hình bé nhỏ vào lòng, mắt nhắm lại, nhanh chóng buông rời mọi khát khao sinh tồn. Tốt thôi, đắm chìm, cách này hay cách khác, cuối cùng cũng là đắm chìm. Anh không thể không ở bên cạnh cô. Ái! Bật người ngồi dậy, ngay lập tức đổ ập xuống, khung cảnh méo mó, màu sắc đổ bùng trước mặt, mùi sát trùng tràn ngập khứu giác. Cẩn thận,
Anh chỉ mới tỉnh, đầu óc vẫn còn chấn thương khá nặng. Có bàn tay nhấn người bệnh đè xuống. Anh cần nghỉ ngơi thêm. Ái, cô ấy đâu? Rõ ràng đang trong vòng tay anh, mắt nhớn mở, anh đưa tay lên, thể như đang tìm kiếm hơi ấm một người quen thuộc. Đừng lo. Chất giọng ôn nhu lại tràn ra vỗ về. Vợ của anh không sao, hãy lo cho bản thân anh trước đi. Anh mới là kẻ chịu thương nặng nề. Hãy chờ, tôi đi gọi bác sĩ. Không tin, không thể tin tưởng bất cứ ai trên đời. Đưa tôi đi gặp cô ấy. Anh siết chặt nữ y tá kéo giật lại, một lần nữa nhổm người ngồi dậy, dứt khoát giật tay ra khỏi đám dây ống chẳng chịt. Đừng làm thế, cậu... Đưa tôi đi gặp vợ tôi. Nữ y tá trẻ bị dọa đến xanh mặt, luống cuống nhấn liên hồi vào chung gọi trợ giúp. Chưa được 2 giây thì đã bị gã đàn ông lôi xốc ra ngoài. Thật khó tin một con người bị thương mới tỉnh giấc lại có đủ sức để gây ra cảnh náo động này. Vừa lao ra khỏi phòng thì đã bị một đám người vây lấy. Song chẳng một ai có ý nghĩ cản ngăn con người nóng tính đến lần thứ hai. Nữ y tá bị anh thô bạo lôi kéo, mặt mày giờ đã trắng bệch, nước mắt trực ứa ra vì cảm giác thốn sót nơi tay. Ngón tay run rẩy đưa lên chỉ vội vào căn phòng nơi góc rẽ. Miệng chẳng nói thành lời. Cửa mở tung, bên trong có một vài người. Song đập vào mắt võ gia chính luận, duy nhất chỉ có một. Mái tóc đen tết lại thành một bím dài trên ngực. Đôi mắt to tròn, vốn thường ngày chứa chan cảm xúc, nay đột nhiên khô lạnh. Khi dõi vào anh, không còn mang chút tình cảm ấm nồng, cũng như không còn mang thứ cảm giác gì nữa. Một cách bình thản, cô quay về với cảnh vật ngoài cửa sổ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hùng hổ là thế, điên loạn là thế, gấp gáp là thế. Vậy mà lúc trông thấy Nguyễn Ái khỏe mạnh an toàn ngồi trước mặt, anh chợt cảm thấy đuối sức. Bao nhiêu ký ức kinh hoàng đua nhau ùa về lấn át nỗi vui mừng. Trước đôi mắt sửng sốt của nhiều kẻ hiện diện, gã đàn ông mới vài giây trước còn dùng ánh mắt tôn thờ dịu dàng trói buộc vợ mình, giờ đây đã xa sầm nét mặt. Chân bước nhanh đến trước mặt con người vẫn ngơ ngác nhìn thẳng vào một điểm bất định ngoài cửa sổ, bất ngờ tát vào gương mặt nhỏ xinh nửa ngây nửa dại. Ai nấy đều nín thở. Còn làm chuyện dại khờ như thế nữa, lần sau tôi sẽ chính tay giết cô. Anh vẫn không quên được, nước sông lạnh như thế, vậy mà thân hình nằm trong vòng tay lại muôn phần buốt giá. Lúc đó anh nghĩ cô đã không còn sự sống nữa rồi. Đáp lại cái tát của anh chỉ là một gương mặt lãnh đạm, có phần ngây ngô, song tuyệt nhiên không có chút phản ứng của kẻ vừa bị xâm phạm. Đứng trước biểu hiện vô cảm này, võ gia chính luận sực tình. Anh vừa mới làm gì? Xin lỗi. Gắt gao ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé, như sợ có thể bị người khác giành mất bất cứ lúc nào. Giọng anh bất chợt trở khàn, yếu ớt đi thấy rõ. Chỉ là anh sợ quá. Lúc nhìn em bất động, hơi thở không còn, anh quả thật rất sợ. Một lúc sau, con người nằm gọn trong lòng anh vẫn không chút phản ứng gì. Chính luận hoang mang, đẩy nhẹ cô ra. Lúc phát hiện vẻ mặt vô hồn kia vẫn không hề biến chuyển, trái tim anh lại càng hốt hoảng. Sao em không nói gì? Anh mạnh tay quá sao? Chạm nhẹ vào bên má bỏng rát của cô, anh run giọng hỏi nhỏ, trong lòng rót như sắt muối. Vì sao phải nóng tính như thế? Đáng ra nên kiềm nén cảm xúc của mình. Em nhìn anh đi, em làm sao thế? Chính luận ngày càng bấn loạn, hai bàn tay to lớn giờ đây đã áp chặt lên má cô, bắt ép cô nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt vẫn giao nhau đấy, nhưng cô không hề mang sinh lực. Ái... Cô đã bị làm sao rồi? Vô ích thôi, nó sẽ không phản ứng đâu. Do dự vài giây, anh dứt mắt ra khỏi con người yêu thương trước mặt, quay lại nhìn vào kẻ mới đến với vẻ mặt vẫn chứa chan nỗi kinh hoàng. Có thể trò chuyện chút không, ngài Costa? Người đàn ông mới đến trầm giọng, gương mặt nhăn nheo đanh lại, ánh mắt đa mang, khó nói hết nỗi lòng. Đan Thanh Tân là bác sĩ riêng của Vương Đăng Khoa. Hắn vì lẽ gì lại có mặt nơi đây? Tôi đến để làm tiếng nói của Nguyễn Ái. Đàn Thanh Tân gỡ mũ xuống, đầu gật nhẹ. Nắng chiều rọi vào khung cửa trắng muốt, vẽ lên nền nhà những đường vân thảm não. Khi hắt lên tấm lưng rộng lớn kia, lại có thể khiến cho chủ nhân của nó trong phút chốc trở nên cô độc vô cùng. Đàn Thanh Tân ngồi trên sofa, tay đan vào nhau đặt trên gối, mắt nhuốm đầy muộn phiền khi dõi về con người trước mặt.
hắn, Lorenzo da Costa. Hắn, vị chiến thần bất bại trên thương trường. Hắn, kẻ mang trái tim sắt đá. Không ngờ lại có ngày nên nông nỗi này. Hai bàn tay to lớn luồn vào mái tóc đen nhánh, đầu gù xuống giữa gối, phút chốc lại run lên. Hắn đã ngồi như thế trên sofa đã nửa giờ rồi. Ông không còn biết có nên tiếp tục hay không. Những gì cần nói vẫn chưa nói hết, những việc cần khuyên lại càng chưa đà động vào. Đan Thanh Tân đã quyết tâm cho gã đàn ông này biết tất cả sự thật. Tất cả về việc Nguyễn Ái là con Vương Đăng Khoa, cả việc cô tâm thần không ổn định, cả việc ngày đó giả vờ phản bội lại hắn có phần nửa là do chứng bệnh này. Ông cần hắn tỉnh táo, tỏa tường mọi việc, sau đó mới có thể tập trung vào việc chữa trị cho Nguyễn Ái. Xong, trái hẳn hoàn toàn với dự tính của ông, gã đàn ông đối mặt với việc này tuyệt nhiên không có chút gì của một Lorenzo da Costa bấy lâu ông nhìn thấy qua mạng lưới thông tin. Không thái độ điềm tĩnh, không tác phong dứt khoát, không hành xử bá đạo si cuồng. Thiết nghĩ tung hoành nơi thương trường bấy lâu dưới biệt danh Đao Phủ, chưa kể đã bao lần tàn nhẫn lạnh lùng gián tiếp hại chết nhiều sinh mạng. Con người phải hoàn toàn miễn nhiễm với những đau thương mới đúng. Nhưng không, sự thật cho thấy Lorenzo da Costa vẫn được làm từ máu thịt. Võ gia chính luận không khóc thét, cũng chẳng nổi cơn đập phá đồ đạc. Hắn chỉ ngồi đó, giấu mặt vào tay, một tiếng động cũng chẳng phát ra. Phản ứng này đối với một bác sĩ tâm lý như ông tuy không lạ, song trường hợp này lại không dễ chịu chút nào. Nỗi đau quá rõ ràng, đậm và nồng nặc như hương cay, khiến cả một kẻ đã vô số lần đối diện với nó như Đan Thanh Tân cũng phải giật mình lùi lại. Ông do dự, vậy có nên tiếp tục hay không? Tình hình này của hắn rất có khả năng tự giết chết bản thân mình. Đáng ra không nên vội vàng để lộ nhiều việc như vậy, đặc biệt sau khi hắn vừa trải qua nỗi hãi hùng của việc chứng kiến người mình yêu tự vẫn. Và lý do lại là chính bản thân. Nhìn hắn thế này, không hiểu sao lòng ông lại có chút hả hê. Nguyễn Ái tuy không thể đem so sánh với Thanh Hòa trong tim Đan Thanh Tân, nhưng vẫn là một trong số những người ông quan tâm nhất trên đời. Ông thương yêu cô như chính máu thịt mình. Nhìn thấy cô đau khổ năm này qua tháng nọ, dù là trong vai trò một bác sĩ, cũng không khỏi cảm thấy xót thương vô hạn. Vì vậy, không cần biết đúng hay sai, ông hận gã đàn ông này. Tôi biết, cậu cảm thấy rất tệ, Lorenzo. Nhưng cậu phải hiểu, chúng tôi làm thế đều là vì cậu. Bẵng một lúc, bờ vai chính luận khẽ run lên, không còn rõ là cười hay khóc. Là vì tôi. Như một quả bom phát nổ, hắn bật người về phía trước, tay hất đổ chiếc bàn trước mặt, rồi lao về tóm lấy cổ áo vị bác sĩ già lôi xốc lên, phẫn uất và lẫn đau thương vô tận. Là tôi bảo các người đem vợ tôi giấu nhẹm suốt 5 năm sao? Là tôi bảo các người hùa nhau cùng đóng vai cao thượng sao? Ông có biết tôi cảm thấy tệ hại thế nào không? Ông biết cái gì? Ông đã bao giờ thử cầm trong tay vật mình chân quý, nhưng vì dùng sai lực nắm mà suýt nữa hủy hoại nó chưa? Cái gì mà tương lai, danh vọng, gia thế? Tôi đã bao giờ đòi hỏi những thứ này từ các người chưa? Cái tôi cần duy nhất chỉ là nụ cười của vợ mình. Cần nhìn thấy cô ấy hàng ngày, cần cảm thấy nhịp tim cô ấy vẫn còn đập. Vì sao? Ông là bác sĩ tâm lý, biết rõ cô ta như thế, sẽ rất cần người thân bên cạnh, lại đi hùa theo một đứa con gái 19 tuổi, làm ra chuyện tổn hại bản thân mình. Trách nhiệm hàng đầu của ông không phải là đem đến thứ tốt nhất cho bệnh nhân của mình hay sao? Cánh cửa bật mở ra, một vài gã đàn ông túa vào, Văn Thành nằm trong số đó. Trông thấy võ gia chính luận gần như muốn giết chết Đan Thanh Tân, anh và hai kẻ khác nhanh chóng nhào đến lôi hắn lại. Tuy bị kiềm chế, con người này vẫn luôn miệng gầm thét, mắt đỏ lên như muốn giết người. Và lo sợ tôi sẽ bị bệnh tật mà xa lánh vợ mình sao? Đó là thứ lý do kịch cỡm gì? Ông làm sao có thể để cô ấy nuôi giữ thứ ý nghĩa điên rồ đó suốt bao năm? Ông là bác sĩ kiểu gì hả? Sửa lại cổ áo, Đan Thanh Tân thở ra hậm hực. Điên rồ, sao cậu không hỏi lại bản thân đã phản ứng ra sao trước bệnh tình của Vương Đăng Khoa? Cậu khiến cả một bác sĩ như tôi còn phải tin rằng võ gia chính luận khinh rẻ những con người như vậy, huống chi là kẻ cậu yêu thiết tha. Nó còn biết nghĩ thế nào? Vì ơn Chúa, hắn suýt nữa giết chết vợ tôi. Tôi nên phản ứng thế nào đây? Khoan dung tha thứ ư? Nói điều này bây giờ phòng có ích gì? Dù là vô tình đi nữa, chính cậu
đã đẩy nó vào cách nghĩ đó. Trông thấy gương mặt trắng bệch của đối phương, mắt nhắm nghiền lại, dồn nén đau thương. Đan Thanh Tân biết mình đã đâm ngay yếu điểm. Dù hắn suýt nữa là giết chết ông, nói cho cùng cũng là vì không thể chấp nhận nổi sự thật. Ông là một bác sĩ, không thể biết chết mà vẫn thẳng tay đẩy người vào, dù kẻ đó thập phần đáng bị như vậy. Thật ra, cũng không tất cả là do cậu. Chính bản thân Nguyễn Ái cũng có phần chán ghét căn bệnh đó khi lâu ngày tiếp xúc cùng cha mình. Nếu nó còn không thích nổi cả bản thân, làm sao có thể tin được cậu sẽ không ái ngại đây? Huống chi, sau khi Thanh Hòa không thể chịu đựng nổi mà búng tay khỏi Vương Đăng Khoa, đã khiến nó càng tin tưởng bản thân sẽ không ai yêu được. Nó cho đến cuối cùng, thà rằng cậu hận nó, cũng không muốn bị chán ghét, ruồng rễ như cha mình. Vùng tay khỏi vòng kiềm kẹp đang dần nới lỏng, Võ Gia Chính Luận lùi người về phía sau, gương mặt co lại vì đau đớn. Có như vậy đi nữa, vì sao khi quay về lại không cho tôi biết? Làm sao có thể để tôi đối xử với cô ấy như vậy? Đêm đó, rồi những lần bỏ đi mất biệt. Ôi Chúa ơi, tôi đã làm gì rồi? Cùng với chất giọng run rẩy, nửa nghẹn ngào, nửa vỡ òa, bàn tay gã đàn ông đưa lên che lại gương mặt, lưng tựa vào tường, toàn thân buông lỏng. Đó là quyết định của Nguyễn Ái. Văn Thành đến lúc này mới chậm rãi lên tiếng, một chân tiến đến gần hắn, song lại không dám chạm vào. Anh sợ mình chỉ động khẽ sẽ khiến hắn sụp đổ. Không ai trong chúng tôi nghĩ đến chuyện sẽ ra nông nỗi như ngày hôm nay. Cậu và cô ấy chẳng phải đã quyết định kết hôn sao? Tôi nghĩ đến đó xem như là một kết thúc mỹ mãn. Đúng vậy, nó quả thật là mỹ mãn, cho đến khi sự nghi ngờ chết tiệt của hắn phá tan tất cả. Nếu có thể quay ngược thời gian, Võ Gia Chính Luận thật muốn tự tay giết chết bản thân mình. Việc chúng ta cần để tâm bây giờ là khiến cho Nguyễn Ái thoát khỏi tình trạng thất thần này, và mấu chốt không ai ngoài cậu, Chính Luận. Vì vậy, cho dù có muốn chết, cậu cũng phải khiến cô ta hồi phục trước, hiểu chứ? Đưa mắt sang Đan Thanh Tân, Văn Thành nghiêm nghị nhíu mày. Ông đã cho cậu ta biết tình trạng của Nguyễn Ái sao? Đan Thanh Tân lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt khiên cưỡng, ông làm gì có cơ hội đó. Khi vừa chạm đến chuyện Nguyễn Ái vì bệnh tình mà bỏ hắn ra đi, Võ Gia Chính Luận dường như đã chẳng còn đủ minh mẫn để tiếp nhận bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo nữa rồi. Ông nói đi. Câu nói đó không xuất phát từ Văn Thành, mà chính từ kẻ đang trên bờ vực suy sụp. Biểu hiện của hắn như không ra biểu hiện gì, thể như đã chết lặng. Tôi không nghĩ đây là thời điểm tốt. Còn chờ gì nữa? Ông còn có thể. Nhưng Nguyễn Ái thì làm sao đây? Ông cuối cùng là muốn tôi làm gì? Đan Thanh Tân thở dài, thu vào tầm mắt cái gật đầu của Văn Thành, sau đó từ từ mở lời. Bộ não con người là một bộ phận phản ứng có điều kiện. Khi chạm đến đau thương cùng cực, tự động sẽ loại bỏ phần ký ức không mong muốn tồn tại. Với Nguyễn Ái, ký ức về Thiên Ân bao năm nay cứ chập chờn như bóng ma vần đuổi. Tâm lý yếu đuối đòi hỏi nó phải quên đi hoàn toàn. Song mặc cảm tội lỗi vẫn còn cố níu kéo. Nếu ngày đó nó mất đi con mình chỉ do tai nạn tự nhiên, hẳn sẽ không đau đến vậy, khốn đốn đến nhường này. Bao nhiêu năm sau lần phát bệnh suốt 2 tháng trời, dù có đôi khi nhớ ra mình từng mang thai, Nguyễn Ái lại chưa hề hoàn toàn khôi phục ký ức của ngày kinh hoàng đó. Nó vẫn luôn nghĩ mình xảy đi đứa nhỏ là do tai nạn ngoài ý muốn, không hề dám đả động đến sự thật. Chính bản thân đã gián tiếp hại chết con mình. Hay nói một cách khác, chính cậu mới là kẻ gây ra chuyện đó. Tôi đã nhiều lần giải thích với nó, cậu kết hôn là do lợi ích gia tộc. Song con bé vì đang trong thời kỳ tâm tư dễ xúc động, thêm vào căn bệnh của nó phát cuồng như thế. Ông lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh kinh hoàng nhưng không được. Chúng cứ lũ lượt ùa về như vết thương còn tươi mới. Sự bình tĩnh trong ông bắt đầu bị lung lay. Khi vào đến bệnh viện, đứa bé đã chết được 2 giờ. Từ Trung Quốc đến đây, trong lòng ông vốn đã nơm nớp lo sợ. Bao nhiêu cố gắng của ông trong mấy năm qua nhằm lấy lại thế thăng bằng cho con bé, trong phút chốc lại có nguy cơ bị hủy hoại. Thế nhưng, dù có trong tưởng tượng khủng khiếp nhất, Đan Thanh Tân cũng chưa bao giờ nghĩ vừa bước chân xuống phi trường đã đập vào ngay bản tin khiến người kinh động. Hôn lễ của Chủ tịch Costa hóa ra thảm họa, cô dâu tự vẫn ngay trong lễ cưới. Đưa mắt về phía Chính Luận, bao nhiêu kiềm nén mệt mỏi trong ông 3 năm qua đột nhiên bùng nổ.
Ông đã cố gắng dùng đôi mắt khách quan để nhìn vấn đề. Song khi kẻ bị hại là người thân, dù có lý trí đến đâu, trong hoàn cảnh này, Đan Thanh Tân vẫn cảm thấy mình không khác gì một lão già khó tính đứng trước kẻ hại đời con gái. Tôi thể có Chúa, mãi mãi không tài nào quên được hình ảnh con bé mình vấy đầy máu, tay ôm chặt lấy bụng, liên hồi gào thét tên cậu. Đồng tử gã đàn ông co lại, gương mặt xám ngoét, hơi thở dường như ngừng hẳn, trông cứ như kẻ bị tra tấn mà không dám lên tiếng. Văn Thành có thể cảm nhận ra tâm trạng của hắn. Anh đột nhiên muốn Đan Thanh Tân ngừng lại. Cứ cái đà này, kẻ bị đẩy vào điên cuồng, có lẽ sẽ là hắn. Đừng, đủ rồi, bác sĩ Đan. Anh vừa đến giữ tay vị bác sĩ già, hy vọng ông ta bình tĩnh lại. Song xem ra, chính bản thân đương sự dường như đã quên mất cương vị của một bác sĩ. Trong mắt ông giờ chỉ còn nỗi căm ghét sâu xa. Buông ra, tôi biết rõ mình không nên nói chuyện vào giây phút này. Nhưng tôi muốn cậu phải khắc ghi mãi những gì tôi nói tiếp theo. Võ già chính luận. Tôi muốn cậu cả đời cũng không quên được. Vì muốn bước lên nấc thang danh vọng, bản thân đã khiến người con gái mình yêu nhất rơi vào bế tắc. Chỉ tay vào mặt gã đàn ông đang chân chân ngó vào một điểm bất định trên sàn nhà, ông gầm lên. Chính tay tôi đã đưa nó vào bệnh viện. Chính mắt tôi đã trông thấy vào giờ phút sinh tử, nó vẫn bám chặt ông già này mà gào thét tên cậu. Thân thể thụ thương nghiêm trọng, ấy vậy mà vẫn có thể vùng ra, cố chạy thoát khỏi những y bác sĩ mà nó cho rằng là kẻ xấu, muốn cướp đoạt con mình. Bị dồn đến đường cùng, như một con thú bị thương, nó tay ôm chặt bụng mình, mắng nhiếc rồi van xin họ đừng cướp đi một bào thai đã chết. Gào khóc, thề thốt, sẽ trở thành người tốt. Đến lúc thuốc mê đã ngấm vào, cũng chỉ biết ngây dại ngó quanh chờ cậu đến cứu. Một đứa con gái 19 tuổi, cậu cũng biết nói thế. Nguyễn Ái lúc ấy chỉ mới 19 tuổi, cậu có biết không? Thở ra hổn hển, Đan Thanh Tân khẽ đưa tay, gạt đi chút nước mắt ức chế bấy lâu nay. Ông là một bác sĩ tâm lý, ông không có quyền nổi cơn kích động như thế để làm ảnh hưởng đến bệnh nhân. Nhưng thật không công bằng, cảnh tượng hôm đó chính bản thân ông cũng bị ám ảnh, đừng nói chi đến nạn nhân trong cuộc. Ông muốn con người gây ra thảm họa đó, dù cố tình hay vô ý, cũng phải sống mãi với ký ức kinh hoàng, từng chi tiết một. Toàn thân gã đàn ông đổ sập xuống sàn, gương mặt dường như vừa trông thấy địa ngục. Ngay cả Văn Thành biểu hiện cũng căng thẳng vô cùng. Tôi mong cậu sẽ bị ám ảnh như tôi, nhưng chỉ ít tôi muốn cậu đau khổ vì chuyện này. Nỗi đau, dù gì đi nữa, cũng cần được chia sẻ. Nguyễn Ái không phải thần thánh, nó không thể tự mình gánh vác cả cuộc đời được. Huống hồ, đứa bé đó... Nói chưa hết câu thì Đan Thanh Tân đã bị Văn Thành bịt miệng lại, ném về phía thằng em trai cái nhìn đầy sợ sệt. Anh kéo sạch vị bác sĩ già ra khỏi phòng, mặc kệ gương mặt khắc khổ đang đỏ lên vì giận. Cửa vừa đóng, anh mới thả tay ra. Đan Thanh Tân hùng hổ toan quay lại vào thì đã bị bàn tay gang thép của anh lôi lại. Cậu làm gì? Không phải cậu bảo tôi nói sao? Gương mặt Văn Thành chuyển vẻ rét lạnh. Tôi bảo ông nói, không bảo ông giết hắn. Ông học về tâm lý, còn không nhìn ra chỉ một chút nữa thôi. Sẽ tận tay đẩy con người kia xuống bờ vực điên rồ sao? Cậu quan tâm làm gì? Đây không phải chuyện của cậu. Thêm vào, cậu chẳng phải là bạn của Nguyễn Ái sao? Tôi là bạn của Nguyễn Ái. Đúng. Mắt nhíu lại, nhìn thẳng vào Đan Thanh Tân. Xong, cũng không cho phép một ai tổn hại đến võ gia chính luận. Đan Thanh Tân nhíu mày, không hiểu nổi bất cứ điều quái gở gì đang diễn ra trong đầu óc gã đàn ông này. Ông hít một hơi dài, tay sửa lại áo khoác, toan quay lại. Tôi mặc kệ, dù gì, tôi cũng phải cho hắn biết về đứa trẻ. Không được. Văn Thành dừng dưng phản đối, ánh mắt thoáng tia nguy hiểm. Nếu ông muốn Nguyễn Ái có cơ hội khỏe lại, thì đừng đi đả kích kẻ duy nhất có khả năng làm được việc đó. Âm thanh cờ mờ khiến ai nấy đều giật mình. Bóng dáng cao lớn, chậm rãi, bước từng bước thẫn thờ, khi đi ngang qua họ cũng chẳng hề để tâm. Cậu đi đâu? Văn Thành nắm tay chính luận lại. Nguyễn Ái đáp trả trong trạng thái của một kẻ mộng du, hắn quả thật là có chuyện. Cậu không sao chứ? Đôi mắt mịt mù, không có chuyển biến, con người này tiếp tục bước đi, từng bước chân nặng nề như thể ngàn cân oằn trĩu. Tâm tư có lẽ giờ đã lạc mất đâu đó giữa ranh giới đau thương và cuồng loạn. Được rồi, cậu thấy đấy, hắn nào có sao? Đan Thanh Tân đành giọng,
quắc mắt nhìn Chính Luận một cách đầy thù nghịch. Sẵn, tôi muốn nói luôn cho cậu một sự thật nữa. Thiên Ân là con... Đối phương chỉ lặng lẽ lắc đầu, mắt chẳng hề chạm đến ông. Không quan trọng nữa. Cậu nói gì? Cả Đan Thanh Tân và Văn Thành đều vô cùng ngạc nhiên. Đó là con của ai, không quan trọng nữa. Nếu ái đã cho rằng Thiên Ân là con của tôi, vậy nó là con tôi. Văn Thành sững ra một lúc rồi khoanh tay lại, miệng nở nụ cười nhỏ, mắt nhìn gã đàn ông đầy dò xét. Ngay cả khi cha của nó họ Đoàn sao? 5 năm rồi, cô ấy vẫn nghĩ nó mang họ Võ Gia. Vậy thì nó chính là mang họ Võ Gia. Nói rồi, ngoảnh mặt đi mất. Dõi mắt theo cái bóng trắng khuất dần, Đan Thanh Tân trầm tư một lúc lâu. Võ Gia Chính Luận hẳn đã nghĩ, Nguyễn Ái vì thần trí bất minh, nên có mang cùng Đoàn Văn Minh, sau đó xem là con của mình và hắn, nếu không, cũng không nói ra được câu đó. Nghĩ cho đến cùng, cũng khó trách hắn không thể suy ra sự thật. Chính bản thân ông cũng đã vô cùng bất ngờ khi biết tin Nguyễn Ái có thai. Suốt khoảng thời gian đầu, ông cũng luôn đinh ninh, nó thuộc về gã họ Đoàn. Tự nghĩ đứa con là của kẻ khác, song vẫn chấp nhận nó thuộc về mình. Với một người tốt, có lẽ là một chuyện bình thường. Song đây lại là Võ Gia Chính Luận, một kẻ mang sự chiếm hữu sánh ngang bằng trời. Bao nhiêu nóng giận của ông bỗng nhiên đổ ào xuống biển. Đây có nên gọi là kỳ tích không nhỉ? Thoáng nụ cười nhỏ của gã đàn ông họ Nguyễn đứng kề cận ông. Có lẽ. Chương 65. Hối hận là nọc độc chết người. Đêm dường như không ai ngủ được. Có chăng chỉ duy nhất con người gây nên tình trạng này là có khả năng yên giấc. Ngồi trên ghế, gã đàn ông chồng người trong bóng đêm sâu thẳm, ánh mắt đờ đẫn bao lấy thân hình đang say giấc cuộn tròn trong lớp chăn trắng. Tay không biết đã bao lần toan đưa ra gạt đi mớ tóc lòa xòa trên gương mặt nhỏ nhắn, song đều rụt lại mỗi lần sắp chạm phải. Chợt hiểu ra cảm giác của vị vua mang tên Midas trong truyền thuyết Hy Lạp cổ xưa. Một cái chạm vào, sự sống hóa cằn cỗi. Một cái chạm vào, bất ngờ nhận ra tội lỗi. Một cái chạm vào, đến hối cũng chẳng còn cơ hội. Võ Gia Chính Luận ghê tởm chính bản thân mình. Là lòng tham của anh, sự ích kỷ của anh. Muốn sở hữu cô, muốn độc chiếm cô, muốn cô trả giá cho những đau khổ mà anh đã trải nghiệm. Đến cuối cùng đã khiến con người mình yêu thương nhất đau đến mức này, phải lùi vào một góc tối của bản thân để trốn chạy. Tinh thần dại dại ngây ngây chẳng khác gì một xác người có thể cử động. Anh từng cảm thấy trên cả tự tin rằng bản thân yêu cô đến điên cuồng, rằng trên đời này không ai có khả năng sở hữu thứ tình cảm si dồ anh dành cho cô. Rằng cô chính là tất cả của mình. Song xem ra Văn Thành đã đúng. Anh có yêu cô sao? Yêu cô lại chẳng thể bỏ qua quá khứ. Yêu cô lại ép uổng đến bờ tự hủy diệt. Yêu cô lại siết chặt cô vào mình, bất kỳ đối phương có thở được hay không. Đây là yêu sao? Chắc chắn là yêu. Anh không thể sỉ nhục cả bản thân vào cô bằng cách chối bỏ nó. Cũng không có khả năng làm ra việc đó. Anh rõ ràng yêu cô, nhưng là cách yêu của loài quái vật. Lại rụt tay về. Trong bóng đêm sâu thẳm, vẫn đôi mắt đờ đẫn dõi về hình bóng nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong chăn. Vẫn bàn tay bao lần đưa ra nhưng đều rụt lại. Vẫn ái tình bị dày vò theo cách tàn nhẫn nhất. 5 ngày trôi qua, bầu trời Milan ngày càng rực rỡ sắc hoàng kim của mùa xuân rạng nắng. Ngay cả con người của thành phố sầm uất cũng bừng lên một loại sức sống khó lòng kiềm chế. Vậy mà, đối với một số kẻ, sự nóng bỏng của thời khắc lại chẳng khác nào cảm giác lạnh lẽo dưới nấm mồ hồ sâu. Lễ cưới của cặp uyên ương trẻ dù đã được bưng bít một cách cẩn trọng, đứng trước sự chứng kiến của hơn 200 nhân vật tính tăm ngày hôm đó, đã sớm trở thành đề tài nóng bỏng trên đầu môi chất lưỡi giới truyền thông. Bệnh viện được cảnh sát vây kín, mọi liên lạc trực tiếp với các nhân vật trong cuộc được triệt để phong tỏa. Ngay cả các thành viên trong hội đồng quản trị Costa cũng không mời móc được gì từ phía lãnh đạo của mình. Rạng sáng ngày thứ ba sau tai nạn của cô dâu, phía đại diện tập đoàn Costa bất ngờ đưa ra tuyên bố chấn động. Lorenzo da Costa tạm thời rời khỏi chức vụ. Mọi quyền hạn vì thế rơi vào tay phó chủ tịch tập đoàn Alfonso Romano. Kinh tế Ý lại một phen rơi vào hỗn loạn. Trước
là thân phận thật sự của ông vua đế quốc Costa. Sau là cuộc kết hôn bất ngờ cùng những sự kiện không may được bưng bít xảy ra trong lễ cưới. Giờ phút này lại là sự rút lui bất ngờ từ phía nhân vật đứng đầu. Tin đồn thổi phồng rằng vị chủ tịch trẻ lâm vào tình trạng thực vật rồi chuyển sang mắc bệnh nan y. Đến cuối cùng là tâm thần không ổn định. Cổ phiếu Costa trong nháy mắt tụt dốc thảm hại. Các cổ đông liên tiếp đưa ra nhiều kháng nghị cấp thiết, song không một ai dám thẳng thừng đề nghị thay đổi chức vị chủ tịch. Bởi họ biết rõ Costa được như ngày hôm nay hoàn toàn là do con người này. Huống chi, sự việc đến thời điểm hiện giờ, Romano vốn không có khả năng dàn xếp ổn thỏa. Bọn họ lại không đủ tài lực để tranh giành cổ phần cùng dòng họ Costa. Vậy nên, giải pháp duy nhất chỉ có thể là chờ. Cũng giống như sự việc 4 năm về trước, khi một Costa non trẻ bất ngờ lâm vào thế khủng hoảng tài chính, cũng là một tay Rolando vựng dậy. Nhờ vào quyết định đổ vốn của tập đoàn Banca Monte, hay nói một cách trực tiếp hơn, nhờ vào cuộc kết hôn mang tính lợi nhuận với thiên kim nhà Moretti. Họ đang đợi một kỳ tích như 4 năm về trước. Tiếc thay, nhân vật từng một thời tạo ra kỳ tích, giờ phút này chính bản thân lại đang thiết tha cầu mong một kỳ tích khác xảy ra. Nguyễn Đỗ Văn Thành thở dài, lắc đầu ngán ngẩm khi đưa mắt về phía thân hình cao lớn, đứng thẫn thờ nơi ngưỡng cửa. Bước vào cũng chẳng dám, đi ra lại không nỡ. Đến cuối cùng lại trơn chân tại chỗ như một hồn ma bám giết, hữu hình, vô thanh. Đêm đó, sau khi nghe được phần lớn sự thật từ Đan Thanh Tân, võ gia chính luận đích thật có quay về bên cạnh người vợ trẻ của mình. Cửa khóa trái, đèn không mở, một âm thanh cũng chẳng phát ra trong suốt cả đêm dài. Đến sáng sớm, đích thân đương sự đã tìm đến vị bác sĩ già để tỏ tường căn bệnh của vợ mình. Lúc đó Văn Thành cũng có mặt. Trong vòng nửa tiếng, anh có cảm giác như tên thanh niên họ Võ ngày nào lại lần nữa sống dậy. Vẫn gương mặt vô cảm, vẫn ánh mắt mịt mờ không cảm xúc. Khác ở chỗ, lần này ai nấy đều biết rõ, bên trong cái vỏ lạnh lẽo đó vẫn còn có thứ gọi là trái tim, và nó đang bị giày xéo đến tội nghiệp. Tâm thần phân liệt rất đa dạng, đa mức độ. Trường hợp của Nguyễn Ái, may mắn thay, lại rất nhẹ. Tuy mang tính di truyền, song phần lớn phát bệnh cũng chỉ do môi trường xung quanh tác động. Một giấc mơ xấu, một lời nói đả kích nặng nề, một hình ảnh gợi nhớ quá khứ đau thương, có thể tạm thời đẩy con bé vào tình trạng rối loạn tư duy, sau đó sinh ra ảo giác, rồi không kiềm chế được hành động của bản thân. Tuy nhiên, trường hợp đó với con bé rất hiếm xảy ra. Khác với cha nó, tâm thần phân liệt nơi Nguyễn Ái mang tính tích cực, tức là chỉ bao gồm sinh ra ảo tưởng, trầm cảm, song cũng khá nguy hiểm, do phần lớn chúng có khả năng để đưa kẻ mắc bệnh đến bờ vực tự làm hại mình. Hấp vào ngụm trà, bác sĩ Đan nheo mắt quan sát con người đối diện, có lẽ đang cố tìm ra chút manh mối của cảm xúc trên gương mặt như tạc kia. Đó là nếu như hắn còn sở hữu thứ gì gần như vậy. Cách đây 4 năm, Nguyễn Ái cũng từng lâm vào tình trạng gần như hiện giờ. Sự kiện vây quanh việc mất đi đứa con khiến con bé chịu đả kích nặng nề, tự đổ hết tội lỗi lên bản thân. Từ đó sinh ra sự phủ nhận đối với sự tồn tại của nó. Đó là mất trí, mang tính chọn lọc. Con bé hoàn toàn gạt bỏ phần ký ức có liên quan đến đứa con. Lúc đó, tôi và Thanh Hòa cũng lầm tưởng, như thế xem như là giải pháp tốt nhất. Chúng tôi làm tất cả để khiến nó không có cơ hội nhớ lại. Di chuyển từ Bắc Kinh đến biên giới Tibet, đốt hết những thứ có liên quan đến thiên ân, cắt đứt liên lạc với những cá nhân con bé từng giao tiếp có khả năng khiến trí nhớ của nó phục hồi. Nhưng người tính không bằng trời tính, quyển nhật ký ngày đó ngập đầy ký ức ngọt ngào đã bị chúng tôi bỏ qua. Đến khi để Nguyễn Ái vô tình đọc lại những ghi chép về những ngày tháng mang thai, thể như phong ấn bị xé toạt, luồng ký ức ùa về hành hạ con bé ngày đêm. Nó sau đó chính là lâm vào tình trạng như hiện giờ, phủ nhận tất cả, tự giam mình vào một góc tối của tâm trí, không nghe, không nói, không ăn, không suy nghĩ. Thở ra nặng nề, ánh mắt già cỗi nhanh chóng lộ tia thất vọng. Tâm trí con người hệt như một cái cầu trì, luồng điện quá cao sẽ gây ra chạm mạch và bom, mọi vật tắt ngấm. Nói một cách hoa mỹ, đó là tự bảo vệ bản thân khỏi bị cháy rụi. Nói một cách tàn nhẫn là tâm tư đã chết. Lặng im một lúc lâu, đến cuối cùng
màu nâu kia chậm rãi xoáy vào ông, nỗi đau rỉ ra như nước tràn qua phễu đá. Tôi phải làm gì? Lại là tiếng thở dài từ vị bác sĩ già. Đưa nó về với môi trường quen thuộc, tránh sự tấn công của giới nhà báo, và cậu chính là mấu chốt quan trọng nhất. Ngày đó, nó rút ra khỏi tình trạng đó cũng là nhờ cậu. Đặt tách trà xuống, Đan Thanh Tân lặng lẽ hạ giọng. Nhờ tôi sao? Đúng, nhờ cậu. Chính Luận lắc đầu, mày hơi cau lại thay lời nghi vấn. Cậu còn nhớ 4 tháng sau kết hôn, cậu đã từng trả lời phỏng vấn qua điện thoại trên truyền hình Ý không? Chính giọng nói của cậu là thứ đầu tiên đã lôi kéo đứa trẻ kia ra khỏi tình trạng phủ nhận. Sự yên lặng nối tiếp khiến không gian mang nặng chất trì, chỉ có tiếng thở dài của vị bác sĩ già là khiến kẻ hiện diện nhận ra họ vẫn chưa hoàn toàn điếc. Cuối cùng, con người quyền quý kia lặng lẽ đứng lên rời khỏi gian phòng, chỉ để lại vài từ ngắn ngủi pha lẫn mơ hồ dần vặt. Tôi biết mình phải làm gì. Ngay sáng hôm sau, cái tin chủ tịch Lorenzo da Costa rời khỏi chức vị đã hoàn toàn chấn động cả nước Ý. Tôi không nghĩ cậu ta ổn. Buổi tối thứ sáu trên phi trường lộng gió, Văn Thành cúi đầu khẽ rì vào tai bác sĩ Đan. Cả hai sau đó không hẹn mà đưa mắt về phía thân hình cao lớn trong âu phục đen tuyền, chân bước nặng trịch phía sau một Lucy đang choàng tay ngang đỡ lấy Nguyễn Ái. Khoảng cách giữa họ khiến kẻ bàng quang còn ngỡ rằng chính gã hộ vệ mới là chồng của người phụ nữ. Từ đêm ấy đến giờ vẫn luôn là như vậy. Văn Thành trầm giọng, mày khẽ nhíu lại. Cậu muốn nói đến chuyện hắn luôn né tránh đến gần Nguyễn Ái sao? Đan Thanh Tân bình thản hỏi lại, mặc dù đáy mắt vẫn thoáng tia lo lắng. Không những là né tránh, đến cả chạm vào cũng không dám, cứ như là e sợ sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm. Ông có nghĩ khi nào hắn sợ Nguyễn Ái không? Văn Thành lắc đầu. Đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu ngắn ngầm, mang ý bất chấp nhiều hơn là phủ định. Văn Thành những ngày này vì bận bịu sắp xếp công việc, lại phải lo lắng cho Ngọc Nghi sớm ngày quay về Hàn Quốc. Hiếm có khi thăm nom em trai và em dâu. Đến lúc trở lại bệnh viện vào đêm hôm trước, không mất nhiều thời gian để anh nhận ra sự chuyển biến kỳ lạ trong cách đối xử của ngài chủ tịch Costa đối với vợ mình. Những tưởng chuyện đến nông nỗi này, hắn càng phải gần gũi trong nom cô ấy. Có lẽ đâu lại càng xa cách, đến nỗi chạm vào cũng không dám. Hắn sợ cô sẽ nổi cơn sao? Hay sợ cô sẽ làm mất mặt hắn nên phải giữ khoảng cách thế này? Lẽ nào sự nhìn nhận ngày trước của anh đã sai, rằng võ gia Chính Luận sẽ không ái ngại cái gọi là bệnh tật từ người đàn bà mình yêu nhất? Cậu đang làm cái quái gì thế, Chính Luận? Văn Thành khoanh tay, hằn học hỏi khi đứng tựa vào ngưỡng cửa phòng lái, mắt cay nghiệt nhìn vào thể trạng phờ phạc của võ gia Chính Luận, kẻ giờ đây vẫn không hề mảy may chú ý đến anh, đôi mắt vẫn chăm chú về hướng màn hình điều khiển, một chút biểu tình cũng chẳng buồn để lộ. Chính Luận vùng tay khỏi Văn Thành, đôi mắt thoáng sự tức giận, song vẫn không hề mở miệng. Hắn hít sâu vào rồi quay người toan quay về phòng lái. Không thể chịu nổi sự thinh lặng này nữa, Văn Thành từ phía sau đột nhiên trầm giọng. Được, nếu cậu đã không muốn có chút dính dáng gì đến Nguyễn Ái, tôi sẽ đưa cô ấy về Mỹ cùng mình, ở cạnh một kẻ không quan hệ hảo tâm, còn tốt hơn người yêu phụ bạc. Câm miệng! Chính Luận bất chợt hét lớn, người quay ngoắt lại, đôi mắt long lên sự đe dọa, vương chút hoảng hốt thầm kín. Hắn lao người đến, túm lấy cổ áo Văn Thành xốc lên, thái độ bất thình lình trở nên hung hãn vô cùng. Không ai có quyền đem cô ấy rời khỏi tôi, anh hiểu chứ? Không một ai. Vậy thì hãy chăm sóc cô ta một cách đường hoàng, hãy nhìn cậu bây giờ xem, tránh né vợ mình như ôn dịch. Cậu sợ cái gì? Sợ cô ấy sẽ phát cuồng rồi lỡ tay giết cậu sao? Không phải. Ồ, nhưng đó là tất cả những gì tôi đang chứng kiến, ngài Costa đáng kính ạ. Kéo mình ra khỏi vòng kiểm soát gắt gao của Chính Luận, Văn Thành đẩy mạnh đối phương để mặc hắn lao vào vách phi cơ, thân người sau đó trượt dần xuống nền đất. Chính Luận đã quá mệt mỏi với cuộc đời, với những người xung quanh, với chính mình. Khi con người ta phải đối mặt với sự sụp đổ bất ngờ của lẽ sống dựng xây bấy lâu, điều đầu tiên xảy ra là phủ nhận. Thời điểm những mũi lao sắc nhọn mang tên hận thù xoáy thẳng vào người phụ nữ mình yêu thình lình quay ngược đầu, anh gần như mất hẳn khả năng tự vệ. Điều đầu tiên ập vào bộ não cằn cỗi là chối bỏ.
anh đổ tội cho Đan Thanh Tân, cho Hoàng Công, cho Văn Thành, thậm chí anh oán trách cả cô. Đó là bản năng của con người, tự bảo vệ lấy mình bằng cách chốt bỏ mọi tội lỗi lên đầu những kẻ bên cạnh. Huống hồ, Võ Gia Chính Luận lại là một con người kinh ngạo, bản thân sở hữu sự vị kỳ cao gần trời, làm sao có thể chấp nhận việc mình đã sai, sai hoàn toàn. Thế mà, đến lúc hình ảnh tiều tụy của cô lọt vào tầm mắt, bức tường kiên cố che chắn xung quanh anh, trong phút chốc vỡ vụn như sóng đánh vào tường cát. Hối hận tràn về khiến người ta nghẹn thở. Nếu, quá nhiều từ nếu ngày đó anh kiên quyết thêm một chút nữa, nếu ngày đó anh sáng suốt thêm một chút nữa, nếu ngày đó anh tin vào cô một chút nữa, đến cuối cùng vẫn chỉ là nếu. Đau đến cả quặn thắt tâm can, từng cơn bão lòng trào lên khiến hốc mắt cay nồng, Bùi đã nhận ra rằng trong số những điều tệ hại anh đem đến cho cô, anh chính là điều tệ hại nhất. Võ Gia Chính Luận ngẩng đầu, dùng đôi mắt kinh tởm pha lẫn đau xót dõi thẳng vào đôi tay để ngửa trước mặt, giọng thoát ra rạn vỡ. Độc, tôi cảm thấy bản thân hệt như chất độc. Cậu nói gì? Mắt không rời tay, anh lắc đầu, biểu hiện lạc lõng. Đôi tay này, mỗi khi chạm vào cô ấy, đều dường như mang theo sự hủy diệt ngấm ngầm. Vậy thì chạm vào để làm gì? Tôi không dám, quả thật không dám. Tôi cảm thấy bản thân như loài giòi bọ lúc nhúc. Cô ấy mỏng manh như chiếc lá cuối cùng sắp héo tàn. Một cái chạm nhẹ sẽ khiến cô ấy vỡ vụn. Anh có biết không? Tôi muốn ôm người đó biết bao. Muốn được hôn trên đôi mắt đó, bờ môi đó. Muốn để hơi thở chúng tôi hòa nhịp cho đến khi cô ấy thức tỉnh. Nhưng mỗi lần sắp chạm vào, cổ họng tôi lại rớm lên vị đắng. Cảm thấy bàn tay mình không khác gì giữa nát bởi nọc độc. Chính Luận, cậu... Văn Thành sửng sốt, anh chỉ chú tâm đến tình trạng của Nguyễn Ái. Mọi người chỉ chú tâm đến tình trạng của Nguyễn Ái. Có ngờ đâu, gã đàn ông này cũng mang đầy thương tích nặng nề. Ngước đầu, Chính Luận nhìn thẳng vào con người đứng trước mặt, mắt cay đỏ, rối loạn. Tôi làm sao dám chạm vào cô ấy đây? Anh hãy nói cho tôi nghe, tôi làm sao dám? Khi gần bên cô ấy, đến cả thở tôi cũng không dám. Tôi e sợ sự tồn tại của mình sẽ khiến người đàn bà đó mất đi chính sự tồn tại. Thinh lặng trải qua như mặt trống căng giãn. Cậu không nên nghĩ thế. Văn Thành cất giọng, ngồi bệt xuống đối diện người em cùng cha khác mẹ, một tay đặt lên bờ vai rộng đang run nhẹ. Nên nhớ, người cô ấy yêu nhất vẫn là cậu. Cậu có khả năng khiến cô ấy phục hồi. Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Tôi không cần kết thúc. Sợ hãi mất đi cô ấy như vậy, tôi cũng không tài nào để cô ấy rời khỏi tầm mắt mình. Tôi biết tôi là một thằng khốn nạn. Đến giờ phút này vẫn ôm giữ khô khư lấy cô ấy. Nhưng tôi đã thề với lòng sẽ không tổn hại cô ấy nữa. Chừng nào mà tôi vẫn còn có thể nhìn thấy vợ mình, như vậy là quá đủ. Vậy nên... Bàn tay nắm lại, Chính Luận đột nhiên gằn giọng khi hướng mắt về Văn Thành. Đừng ai hỏng cướp đi cả điều duy nhất đó. Tôi sẽ không. Văn Thành thở dài rồi phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chỉ duy nhất một màu trắng bồng bềnh hát vào khiến mắt mờ lóa, rồi lặng đi đôi chút. Hoàng Trấn Lưu sẽ không tổn hại cả người thân cuối cùng. Vì anh biết, không cần đến anh, chính bản thân gã đàn ông này đang tự tay vắt kiệt sự sống trong mình. Hối hận, hóa ra mới là nọc độc lợi hại nhất. Chương 66. Cũng là một loại nỗi đau. Phi cơ đáp xuống sân bay riêng của họ Võ Gia đúng vào lúc 5 giờ chiều. Cái nóng oi bức của ngày hè trên đất Việt dường như không tồn tại nơi đây. Gió lồng lộng vuốt ve cây cối, tạo nên những thanh âm huyền bí, khơi gợi khát khao tìm về cội nguồn, nơi con người xứ nắng, thanh bình đến khó tả. Quả thật là nơi rất thích hợp để an dưỡng bệnh tật. Cửa phi cơ hé mở, thang được đẩy lên. Lucy cùng một số tùy tùng đem hành lý tiến xuống xe đã đợi sẵn. Chủ nhân của họ chậm rãi bước theo phía sau, gương mặt thẫn thờ, tâm trí dường như đã lạc mất đâu đó giữa những làn gió rít và tiếng chim gọi bầy. Chân vừa chạm xuống mặt đường thì lại bị một thanh âm khác tràn vào giật lại tâm tư. Chính Luận, đón lấy. Quay người, mọi tế bào trên cơ thể anh dường như đang rức ra gào thét, bấn loạn vô cùng bởi cảnh tượng trước mặt. Với biểu cảm lạnh như băng, gã đàn ông họ Nguyễn vươn tay đẩy mạnh người phụ nữ bé nhỏ mình đang dìu dắt.
Cô lao thẳng xuống thang, ngã ập ngay vào lòng một người đàn ông khác, lúc bấy giờ đang dang rộng tay chờ, khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu. Nguyễn Đỗ Văn Thành, anh... Thành âm nóng giận xé tạt gió, phóng về phía kẻ vừa đẩy người, run rẩy mà phẫn nộ. Nếu không phải vì đỡ lấy Nguyễn Ái, Võ Gia Chính Luận đã lao mình đến gã đàn ông kia. Hắn điên rồi sao? Làm sao có thể đùa cợt kiểu này? Sao rồi? Không sợ độc phát nữa sao? Một cách khoan thai, Văn Thành bước xuống những bậc thang trắng, giọng nói đều đều, mắt vẫn khóa vào con người đang tức giận, không hề có ý né tránh. Cậu hãy nhìn lại xem, cô ta có bị giữa nát khi nằm trong vòng tay cậu không? Anh vì muốn chứng minh điều đó mà liều lĩnh đẩy một kẻ không chút tự vệ xuống thang sao? Anh có óc não không? Nếu tôi chậm đi một giây thì sao? Chính Luận mở mắt to, tay nắm chặt lại run rẩy, dù vẫn không thể rời khỏi sinh vật đang rúc vào lòng. Thì cô ta sẽ bị thương hoặc chết. Khốn kiếp. Đúng vậy. Trên đời này nhiều kẻ khốn lắm, càng có nhiều việc khốn. Hôm nay tôi đẩy Nguyễn Ái, cậu đỡ được. Một ngày nào đó, cuộc sống khiến cô ta vấp ngã. Với tình trạng của cậu hiện giờ, liệu có kịp bắt lấy cô ta không? Nên nhớ, cuộc đời so với tôi còn tàn nhẫn hơn nhiều. Đưa một tay ra giấu ngăn cản, Văn Thành thản nhiên tiếp lời. Muốn giáo huấn tôi? Anh không biết dùng lời nói sao? Lại phải sử dụng cách chứng minh khốn nạn này. Anh không quan tâm đến tính mạng của Nguyễn Ái hay sao? Đúng. Cái gì? Tay đút vào túi, Văn Thành hất đầu về phía Nguyễn Ái, thái độ hững hờ. Tôi xem Nguyễn Ái là bạn, nhưng trên đời này tôi có rất nhiều bạn, mất đi một vài cũng không sao. Lỡ cô ấy có chuyện, dĩ nhiên tôi buồn, nhưng nỗi buồn trong một người bạn cũng có giới hạn. Ngược lại, cậu hãy tự hỏi bản thân sẽ ra sao nếu Nguyễn Ái không may gặp tai nạn hoặc xui xẻo hơn, lìa đời, mà cậu lại không làm gì để ngăn cản điều đó xảy ra. Nỗi hoang mang tràn vào, khiến nộ khí dịu đi đôi chút trên gương mặt gã người Ý. Anh siết chặt vòng tay hơn, bất giác lùi lại một chút, thể như e sợ con người trong lòng mình sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào. Có thể cậu là kẻ duy nhất có khả năng tổn hại cô ta sâu sắc, nhưng thế gian này cũng chỉ có duy nhất cậu yêu thương cô ta đủ sâu để ngăn cản những tổn hại ấy. Nói rồi quay gót, bỏ xa hai số phận lận đận giữa phi trường trống trải. Võ Gia Chính Luận mắt nhắm nghiền, mặt ngửa lên đầy khổ não. Ôm được cô vào lòng, anh mới nhận ra mình đã nhớ cô đến mức nào. Không phải nỗi nhớ khi xa cách da thịt, mà là nỗi nhớ khi biệt ly tâm tư. Thật là con người ta gần nhau như vậy, sao vẫn thấy xa xăm vô cùng, để rồi nhớ nhung nhau vô hạn. Cơn thịnh nộ đi qua, cảm giác xâm chiếm cõi lòng lúc bấy giờ là nỗi sợ hãi. Anh chờ, chờ bất cứ dấu hiệu gì của sự quỵ ngã, của sự ghê tởm, của sự bấn loạn nơi thân hình mềm mại trong vòng tay. Nhưng chúng không hề đến. Anh sợ cô đau, sợ đau khi trông thấy cô đau, sợ cả nỗi sợ cơn đau đó. Như vậy thì sao? Có lẽ Văn Thành đã đúng. Không, anh biết Văn Thành đã đúng. Nguyễn Ái có còn ai trên đời này ngoài anh? Nếu anh cứ mãi vì sợ mất cô mà không dám tiếp xúc, chẳng khác nào ngay từ đầu anh đã mất cô thật sự. Rúc đầu vào mái tóc đen tuyền, anh đứng sững, ôm ghì lấy cô thật lâu, cảm thấy trái tim cũng dường như sững ra. Nếu đã dám siết chặt cô vào tim, anh còn sợ hãi gì ôm cô vào lòng đây? Địa điểm dưỡng thương do một tay Văn Thành sắp xếp, dĩ nhiên đã được mọi thành viên trong cuộc đảm bảo tuyệt mật. Đó là một địa phương vắng vẻ, nhưng không thiếu thốn tiện nghi. Dân chúng xung quanh cũng là người miền núi thật thà, chất phát. Không ai quan tâm nhiều đến những sự kiện nằm ngoài cái làng nhỏ bé của họ. Sự xuất hiện của Võ Gia nơi đây cũng chẳng phải là chuyện lạ lẫm. Người dân trung quy đã quá quen thuộc với sở gỗ của gia tộc này từ những ngày đầu độc lập, vậy nên không lấy làm lạ trước sự xuất hiện bất chợt của những nhân vật ngoại tộc. Ngôi biệt thự mà họ thường cho là pháo đài trắng nằm sừng sững trên sườn đồi cũng thường xuyên có người ra vào chăm chút, mặc dù chủ nhân của nó chẳng lắm khi ra mặt. Đây vốn là nơi nghỉ mát của Võ Gia Hùng, sở gỗ chẳng qua được dựng lên để tạo công ăn việc làm cho người dân bản xứ, từ đó thu nhận được sự chấp nhận từ họ. Ngôi biệt thự, theo lời căn dặn của Đan Thanh Tân, đã được bài trí lại, hệt như căn hộ tại Quang Hưng. Từ thảm lót cho đến bóng đèn, từ bàn ăn cho đến họa tiết trên vòi sen trong phòng tắm. Mục đích dĩ nhiên không gì khác ngoài kích thích trí nhớ kẻ từng sống trong hoàn cảnh hệt như vậy.
yên tâm vì lúc này chính luận đã vài phần ổn định tâm lý. Văn Thành cùng thuộc hạ của mình rời khỏi. Kẻ lưu lại chỉ có Lucy, Đan Thanh Tân và một số bác sĩ ngoại khoa. Song ngoài Đan Thanh Tân, những người còn lại chính luận chỉ cho phép lưu lại tại nhà nghỉ đầu thôn, tuyệt đối không bén mảng đến gần ngôi biệt thự. Anh không muốn họ khiến vợ mình kinh động. Thế rồi, cuộc sống trôi qua một cách tẻ nhạt với những con người không tẻ nhạt tồn tại trong nó. Nguyễn Ái ngày qua ngày vẫn biểu cảm đó, vẫn sự lặng thinh đó, vẫn đôi mắt vô hồn đó, đối diện với chồng mình. Ban đầu, cô không hề ăn uống, vì thế cần sự trợ giúp từ phía y tế. Thời gian dần dà, tuy tinh thần không hề được khá hơn, thuốc thang và bản năng con người đã giúp cho việc tiếp nhận thực phẩm của cô trở nên dễ dàng hơn, không cần phải nhờ đến nước biển và các phương pháp tiêm chích khác. Trong khoảng thời gian đó, Võ Gia Chính Luận luôn ở bên cạnh cô, ngày ngày tận tình chăm sóc, từ việc ăn uống, sinh hoạt, cho đến chuyện trò về những ngày xưa cũ. Anh đưa cô đi dạo, chỉ cho xem những loài cây lạ, đêm đến lại nói với cô về những nhân vật thú vị anh đã từng gặp trong suốt 5 năm qua. Chưa bao giờ Chính Luận nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, lo nhiều như vậy. Gương mặt thân thương kia khi dõi về anh luôn mang vẻ lắng nghe. Song anh hiểu, đó chỉ là một loại phản ứng vô điều kiện. Nguyễn Ái thực chất không nghe được gì. Anh không biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ. Có thể là vài ba tháng, có thể là cả đời. Nếu tỉnh lại cũng chỉ vì anh, cô đã tỉnh lại từ sớm. Đằng này, cô không khác gì một đứa trẻ mắc bệnh trầm cảm. Phản ứng với những chuyện thông thường tuy có, song lại cứ ảo ảo hư hư, đôi lúc lại dường như mất hẳn. Chúng khiến anh lo sợ. Như thế, có một lần cô muốn uống nước, cư nhiên lại biết tự giác đi lấy. Song khi tay chạm đến ấm trà đang nóng, lại không hề có phản ứng giật lại. Giờ phút nâng niu, đôi bàn tay bé nhỏ bị phồng rộp nặng nề, gã đàn ông đột nhiên run rẩy, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đau lòng. Quá thương tâm rồi lỡ miệng mắng cô lại chẳng nghe thấy gì. Lại đau, lại tuyệt vọng. Vậy mà, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cô đảo theo mình một cách lơ đãng, anh lại nhen nhóm lên thứ hy vọng. Dù anh chẳng rõ, trong mắt cô, anh là Chính Luận, hay chẳng qua chỉ là một vật thể biết di động, cần sự chú ý. Cô thích xem tivi, có thể ngồi hàng giờ trước những hình ảnh đua nhau nhảy múa. Sự chú tâm lắm lúc khiến anh kinh ngạc. Song khi anh ngẫu nhiên chuyển đài, cô vẫn tiếp tục dõi về khoảng không trước mặt với sự tập trung không suy xuyển. Dường như cô không phải đang xem, cũng chẳng phải đang suy nghĩ, chỉ đơn thuần là ngồi đấy trò chuyện cùng sự thinh lặng trong tâm tư. Anh đến phát điên mất. Ái à, là anh đây. Đã không ít lần anh mơn nhẹ trên gương mặt xanh xao kia, miệng thất thần thốt ra những từ ngữ như vỡ nát tâm can. Anh muốn cô quay lại nhìn anh, dù chỉ một lần. Anh có thể đánh đổi cả khả năng nhìn thấy của mình để điều đó xảy ra. Song sự thật ập đến, anh vẫn là kẻ nhìn thấy, và cô vẫn không thể nhìn thấy anh. Nếu ban ngày đã dằn vặt tâm tư, thì đêm về lại đem đến xót xa trong giấc ngủ. Anh ôm thân hình ấm áp vào lòng, trong tim anh không hiểu sao lại muôn phần giá lạnh. Cái lạnh không phải của sự hờ hững vô tình, mà của khi con người ta áp tay vào tảng băng tinh khiết nhất. Ban đầu là sự yên bình giả dối, sau là cảm giác tê dần, đến cuối cùng là rát bỏng muôn phần khi băng đá bắt đầu ăn sâu vào da thịt. Anh chỉ có thể ngủ một khi cô đã ăn giấc. Giấc ngủ thường không theo mộng mị, song cũng chẳng hề yên bình. Ngay cả khả năng mơ, anh cũng chẳng còn sở hữu nữa. Cho dù về nghĩa này hay nghĩa khác, mỗi lần giật mình thức giấc, không tìm thấy cô bên cạnh, anh hoảng loạn bật dậy tìm cô. Ruột gan không biết đã bị xé toạt bao nhiêu mảnh khi trông thấy bóng lưng mảnh mai bên ngoài ban công, đôi tay run rẩy bám chặt vào thành lan can như thể đang kiềm chế bản thân. Từ đó về sau, Đan Thanh Tân dường như không còn trông thấy anh ngủ. Nhật ký của cô anh không dám đọc, sợ rằng những đau khổ cô lưu lại trên những trang giấy sẽ khiến sự kiên định trong anh bị nhào nát. Anh sợ mình sẽ bỏ cuộc, sợ sự đau đớn sẽ vắt kiệt đến sức sống cuối cùng trong bản thân. Ấy vậy mà, lúc đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt cô vô thức để rơi trong giấc ngủ, sự hối hận trong anh lại ẩn lên gào thét. Anh đáng bị hành hạ như thế, anh rất đáng. Quyển ký thư mỏng hơn độ dày chính đáng của nó,
lúc lật ra xem thì đã mất đi một khoảng lớn. Có lẽ là khoảng thời gian Nguyễn Ái mang thai, Đàn Thanh Tân đã sớm loại bỏ phần đó, hy vọng một cách mù quáng rằng xóa bỏ những ghi chép về quá khứ là có thể xóa đi quá khứ. Sự thật đã chứng minh nó vốn không dễ dàng đến vậy. Ngày, tháng, năm. Luận à, ở đây hoa cúc dại nở rất đẹp, còn đẹp hơn cả hoa hồng đỏ trốn thành thị. Con người cũng muôn phần thân thiện, vì vậy họ còn đẹp hơn những bông hoa. Thời tiết không nóng bức như Việt Nam, cũng chẳng ồn ào, không náo động. Sự thanh bình trải ra khiến đến cả yêu đời cũng trở thành một điều giản dị. Vậy mà sao đến cả điều giản dị nhất em cũng chẳng thể tìm thấy. Em rốt cuộc là vì sao đã tồn tại ở nơi đây đến cả 2 năm, một nơi mà không hề có anh. Ngày tháng năm. Luận à, hôm nay chị Hòa bảo em, yêu là phải biết buông tay. Vậy rồi người phụ nữ đó bỏ đi cùng một gã đàn ông khác. Nhưng em không thể, em không muốn buông tay, lại càng không muốn người ta buông em ra. Vậy nên đừng làm việc đó nha Luận. Ngày tháng năm. Người ta nói, hạnh phúc là khi người mình yêu hạnh phúc. Nhưng tại sao khi trông thấy nụ cười rực rỡ của anh, khi dắt tay người đàn bà đó bước vào nhà hát trên bề mặt tạp chí, em lại chỉ muốn phá hủy chính thứ gọi là hạnh phúc? Anh giả dối hay thật lòng? Anh cười thật hay vờ vịt? Tại sao nó lại nồng ấm đến vậy? Hay là vì bức ảnh quá nhỏ, quá mờ và mọi chuyện là do em tưởng tượng ra? Hoặc là em đã sớm biến thành những con người ngu muội kia, một hai tin vào những gì báo chí thêu dệt? Em muốn anh hạnh phúc, lại không muốn anh hạnh phúc. Không có em, anh hạnh phúc thì em biết phải làm sao đây, Hà Luận? Anh biết không, có cái đau chỉ chiết, có cái đau âm ỉ, có cái đau đến đốt nát tâm can. Nhưng em khi đặt bút xuống, toàn viết ra những dòng chữ đó, em chật khựng lại. Chúng thì có gì khác nhau hả anh, đều là đau cả mà. Em không vân vẻ, nên cũng không cách nào tìm ra từ ngữ chính xác để diễn đạt nỗi đau của mình. Nhưng em biết, những cụm từ trên chẳng có chút gì liên hệ đến tâm trạng em lúc này cả. Giả sử, cho là giả sử đi, anh sẽ hỏi em đau ra sao? Em sẽ nói, cái đau của em là cái đau trong một đêm tối trời, đứng nơi lan can, nhìn ra con sông đen đúa và lạnh toát, chợt cảm thấy muốn lao xuống. Cũng có thể là cái đau trong những lúc nằm yên bình trong làn nước ấm, bỗng nhiên có ý nghĩ thôi thúc muốn cầm dao cứa vào cổ tay. Hay những đêm trằn trọc có mong muốn lái xe đổi gió rồi lại thôi không đi nữa, sợ rằng mình không còn đủ can đảm, sẽ không dằn nổi mà buông tay lái ra. Cứ nghĩ làm những việc đó, cái đau sẽ chấm dứt. Người nào đó đã từng nói, đau đến chết rõ ràng là một kẻ dối trá. Vì với em, cái chết chính là liều thuốc chữa trị nỗi đau. Đúng đó, em cố tình viết cho đau thương như vậy, để khi anh đọc, anh sẽ hết sức đau, hết sức đau. Nghĩ cho cùng, đây cũng là một loại nỗi đau, phải không anh? Đóng sập quyển sổ đen, chính Luận đưa tay vò bóp trán mình, đầu cúi xuống một cách thảm não. Đúng vậy, Ái à. Anh vừa nói, vừa khẽ vuốt tóc cô, nước mắt tự lúc nào đã vỡ lăn trên gò má. Đây cũng là một loại nỗi đau. Là nỗi đau của một thằng đàn ông phát hiện ra bản thân đã dồn ép người đàn bà mình yêu thương vào tận cùng của đau khổ. Chương 67. Chỉ còn anh. Gần 6 tháng trôi qua, chính Luận ngày càng tiều tụy. Lần cuối cùng Văn Thành đến thăm, anh trông chẳng khác nào một gã đàn ông trầm luân trong chiến loạn. Khi được hỏi đến thì đương sự chỉ cười khẩy rồi lắc đầu chán nản. Tôi nghĩ Nguyễn Ái có một vài phản ứng tích cực, nhưng gã đàn ông thì... Đàn Thanh Tân thở dài, bỏ lửng câu nói. Văn Thành gật đầu, tay đặt lên vai vị bác sĩ già an ủi, mắt nhíu lại, không rõ vì gió hay vướng víu tâm sự. Tôi đành trông cậy vào ông vậy. Có phải theo đà này, Nguyễn Ái sẽ nhanh chóng bình thường lại không? Có thể, tôi không dám chắc. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy con bé cần một sự kích động nào đó để có thể lai ra được khỏi tình trạng vô thần này. Kích động? Vậy ông đã thử chưa? Tôi nghĩ ông nên bàn bạc chuyện này với chính Luận. Tôi đã đề cập chuyện này với cậu ấy. Chúng tôi cũng đã thử nhiều biện pháp, nhưng không hiệu quả. Với lại... Võ gia chính Luận đóng cửa, khép lại đoạn hội thoại giữa hai con người ngoài sân.
Anh lặng lặng về phòng, ngồi đối diện với Nguyễn Ái. Cô khoác trên người một bộ đồ pyjama trắng, gối bó lại, ngồi tựa đầu vào cửa kính ban công, nơi anh đã đặt cô từ nửa tiếng trước. Vẫn một tư thế đó, mắt cô dán chặt xuống sàn nhà thay vì dõi theo bầy chim sải cánh ngoài trời như thường lệ. Dạo gần đây cô ngủ nhiều hơn, biểu cảm trên gương mặt lại ít đi, ăn uống kém, vì thế mà mặt mày càng hốc hác, thân thể tiều tụy khiến người thương tiếc. Nhìn cô, có đôi lúc anh cảm thấy mình đang đuổi theo bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ sẽ thình lình vỡ nát. Song cho dù có không chạm vào, sớm muộn gì nó cũng tan vào không khí. Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ cách đôi mắt tròn xoe của cô nheo lại tạo thành hai hình bán nguyệt cong cong. Nhớ cái lối cắn nhây môi dưới của cô mỗi lần cô thẹn thùng đỏ mặt. Nhớ cả khi cái mũi nhỏ nhắn phập phồng lúc tức giận. Nhớ đến vậy mà anh dường như đã quên hẳn, mặc dù con người thì vẫn luôn kề bên. Không kiềm lòng được, anh đến gần ôm cô vào lòng, hôn nhẹ trên vầng trán rộng, trên đôi mắt nhắm hờ, trên má, trên mũi, rồi khựng lại nơi đôi môi. Chúng khô ráp, lạnh lẽo, mang dư vị đắng chát, không còn chút gì ngọt ngào của những ngày xưa cũ. Cảm thấy không cam lòng, pha lẫn chua cay, anh lại càng nhấn sâu nụ hôn, đôi tay siết chặt cô vào lòng, tưởng chừng có thể tan hòa xương máu. Nụ hôn mãnh liệt, xong lại để lộ sự yếu đuối trong con người chủ động. Chiếm hữu, nhưng vạch trần mặt lệ thuộc tại tâm kẻ bạo tàn. Anh hôn cô như thể lời cầu xin ra diết. Thân ập đến, nhấn đè cô xuống sàn. Bàn tay run rẩy khi sộc vào áo mơn man trên da thịt. Hấp tấp, vồn vã. Con người phía trên toàn đổ hết nhớ nhung vô hạn vào tiếp xúc thể xác. Thế nhưng đột nhiên dừng lại. Thân vẫn phủ lên cô. Anh dứt khỏi nụ hôn ám ảnh. Mắt nhắm nghiền khi gục xuống hõm cổ ẩm ướt mồ hôi. Toàn thân run lên từng cơn bấn loạn. Rõ ràng bị dẫn dắt không bởi dục cảm mà là sự cầu cứu. Tại sao cô vẫn chưa chịu giải thoát cho anh, thậm chí khi họ đến gần nhau như vậy? Quả đất này dài gần 25.000 dặm, mập mờ tính ra có khi hơn 100 triệu bước chân. Khi con người ta thịt áp kề, cho dù có gần gũi thế nào cũng không tránh khỏi có khoảng cách, dù rất nhỏ nhoi. Khoảng cách có thể là một bước, cũng có thể là phần còn lại của tổng thể 100 triệu bước kia, chỉ tùy chúng ta ngoảnh đi hoặc đối mặt với nhau. Người đàn bà này, anh biết rất rõ, chính là đang ngoảnh đi không đối mặt. Tuy nhiên, yêu một người là tự tay trao cho người đó cái quyền sinh sát quả tim mình mất rồi, không phải sao? Vì thế mới đau như vậy, buồn thay. Con đường âm u này lẽ nào không có ngày kết thúc sao? Có, nhưng nó lại kết thúc vào một ngày nắng đẹp, bầu trời rải dài những thứ màu xanh hy vọng, hoa cỏ khoe sắc khiến mọi con đường đột nhiên bừng sáng. Đến cả thiên nhiên cũng biết cách dối lừa. Như thường lệ, khi màu đỏ của trạng vạng lan tỏa một góc trời, xuyên qua cửa sổ nơi phòng khách, người ta sẽ lại thấy nữ chủ nhân của ngôi biệt thự trắng kéo một chiếc ghế gỗ đến trước cửa ra vào rồi lặng lẽ ngồi xuống. Lại cũng như thường lệ, sẽ có bóng hình gã đàn ông ngồi phía sau trông chờ, trong thinh lặng. Đàn Thanh Tân đã từng giải thích với võ gia chính luận, lý do của thói quen này bắt nguồn từ những ngày Nguyễn Ái mang thai. Và lúc đó, ai nấy đều bận rộn. Ông được mời đến chữa trị tại viện dưỡng lão. Thanh Hòa phải chăm sóc Vương Đăng Khoa. Hầu như suốt ngày chỉ có mỗi Nguyễn Ái và cô người làm ở nhà. Không rõ vì cô đơn hay nhớ nhung, cô tự nhiên lại sinh ra thói quen đó. Đến sáng chiều là bắt ghế đến ngồi ngay trước cửa, chờ đợi mọi người quay về. Ông cho rằng đây là một tiến triển rất tốt trong bệnh tình của Nguyễn Ái. Việc lặp lại một thói quen xưa cũ chứng tỏ cô đã chấp nhận hướng về quá khứ, trong nay mai sẽ sớm thu về ý thức. Chỉ có anh là biết hoàn toàn không như thế. Thói quen kia không phải bắt nguồn từ lúc đó. Nguyễn Ái chính là chờ đợi tôi. Anh đau khổ lắc đầu, đồng tử co lại với nỗi dằn vặt. Đúng vậy, là chờ đợi anh. Làm sao anh quên được trong 2 tháng họ ở bên nhau, mỗi khi anh quay về từ những buổi họp với những thành viên kỳ cựu trong dòng tộc, mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt là nụ cười của Nguyễn Ái. Em biết ngay, mình đã đoán đúng giờ mà. Cô cũng ngồi như vậy, lưng hơi cúi xuống khi ngẩng lên nhìn anh đầy tinh nghịch. Khi đó, anh đã bảo cô là đồ ngốc, chỉ cần nhìn vào màn hình camera là biết anh đã về, cần gì lôi ghế ra ngồi nhìn chằm chằm vào cửa
như một con ngốc thế kia. Như thế thì đâu có lãng mạn một cách bất ngờ. Cô đã nhẫn cười hiền hòa, đôi mắt lim dim nhìn anh đầy mơ mộng. Khi anh mở cửa bước vào, em cứ có cảm giác như bạch mã hoàng tử lao vào đón công chúa vậy. Con nít. Lúc nhỏ không được làm con nít, bây giờ phải làm bù chứ sao? Thế rồi cô sẽ vây lấy anh như một con chim nhỏ, huyền thuyền mãi về những câu chuyện cổ tích nửa đùa nửa thật. Anh lúc nào cũng co mày đáp trả, song thực chất lại tự hứa với lòng sẽ dựng xây một cổ tích cho riêng cô. Không ngờ rằng đến khi cổ tích vỡ vụn, cô vẫn còn ngồi nghịch ra trước cửa, đợi hoàng tử của mình xông vào cứu vớt. Gã đàn ông chậm rãi đứng lên khỏi nhà, vài phút sau lại mở cửa bước vào. Anh đã về. Không phản ứng. Đôi mắt anh nhắm lại rồi mở lên, biểu cảm trơi trọi, hệt một kẻ bị bỏ rơi tại miền tối tăm nhất của thế giới. Tiến đến trước mặt cô, anh ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi tay gầy guộc, mắt hướng về cô với sự mỏi mòn đến não lòng. Anh đến đón em đi. Cô không nhìn anh, mắt vẫn dán lên cánh cửa im lìm. Cúi đầu, anh nở nụ cười nhỏ. Vẫn còn giận anh sao? Với tay rút lấy vật sắc nhọn, cắm vào nĩa trái cây trên chiếc kệ cạnh bàn, anh dùi nó vào tay cô, rồi thản nhiên ngước lên tiếp lời. Em dám yêu, nhưng không dám hận. Khi hận rồi, lại không dám tha thứ. Nắm lấy bàn tay vô lực của cô, đưa lên cổ mình, anh cố ý để lưỡi dao sắc nhọn tỉ mạnh vào da thịt, giữ chặt. Vậy giết anh đi. Thinh lặng, lưỡi dao theo đó lại càng nhấn vào da, vậy mà trái tim bấy giờ mới bắt đầu rớm máu. Anh xin em, anh thả em tự tay giết anh, còn hơn tự hành hạ bản thân như vậy. Nói rồi, càng tăng lực nhấn trên tay mình. Bàn tay nhỏ nhắn anh giữ chặt, không hề có chút kháng cự. Nó cứ thế mà xuôi theo sự loạn trí của kẻ đang giữ chặt thao túng nó. Thậm chí, đến khi thứ chất lỏng màu đỏ chảy lan trên làn da trắng muốt, chủ nhân của nó cũng chẳng hề mảy may cử động. Đôi mắt vẫn dõi về cánh cửa lớn với sự đợi chờ mông lung. Nước ngập tràn hốc mắt, anh nhìn thẳng vào gương mặt thân thương, cảm thấy trái tim như vỡ tung trong ngàn mảnh. Đau đớn đến nỗi chỉ muốn hét lên, lại vì quá đau mà không còn khả năng lên tiếng. Một người đàn ông có thể khóc nhiều lần, nhưng chỉ có thể khóc trước người phụ nữ của mình 3 lần duy nhất. Người ta nói, khi lần thứ 3 đến là vì hắn thương người bạn đời phải lưu lại trên thế gian một mình. Cậu đang làm cái quái gì? Đàn thanh tân lao đến, giật phăng cây dao nhỏ ra khỏi tầm kiểm soát của võ gia chính luận, cảm thấy bản thân muốn điên lên trước sự điên rồ này. Nắm vật sắc bén ra xa, ông quay sang toàn xem xét vết thương bê bết máu nơi cổ gã đàn ông thì bị anh mạnh bạo đẩy ra. Bất bình, ông hét lớn. Đồ dại dột, cậu lớn chừng tuổi này rồi còn đi làm chuyện ngu dại như thế này. Miệng thở ra phì phò, mặt ông đỏ lên gay gắt khi chỉ tay về phía Nguyễn Ái. Cậu làm thế thì nó sau này biết sống sao? Đã khổ sở vì mất con, không lẽ cậu muốn nó gánh thêm nỗi đau mất chồng? Nó trên đời này chỉ còn có cậu. Chỉ còn tôi. Lạc lõng pha lẫn xì dại, con người kia loạng choạng đứng dậy, một bên môi nhếch lên khi nhìn thẳng vào ông, không còn rõ là cười hay mếu. Đúng, nó chỉ còn mỗi mình cậu. Chỉ còn tôi. Võ gia chính luận một tay ôm lấy bên cổ bị thương, máu luồn qua kẽ tay chảy dài xuống vai, loang trên cả lưng áo. Anh lắc đầu ngồi nguậy, mặt mày co rúm, răng nghiến chặt khi quay sang người đàn bà vẫn ngồi ngây như tượng gỗ. Tiếng lòng bật ra thảm não mà vẫn vương tuyệt vọng, thể như xuất phát từ thời khắc tối nhất của đêm đen. Chỉ còn anh, mà em lại không hạnh phúc. Nỗi đau ảo ạt khiến người ta nghẹt thở. Thì anh còn sống làm gì, Hạ Ái? Chương 68, quyết định. Tôi muốn ở một mình với cô ấy. Không được, cậu sẽ lại làm chuyện dại dột sao? Không, tôi sẽ không làm nữa. Chỉ đơn giản muốn ở riêng với cô ấy. Đi đi. Ít nhất cũng để tôi xem vết thương của cậu. Không cần. Nói rồi, võ gia chính luận lướt ngang qua đàn thanh tân, bế Nguyễn Ái lên, toàn quay về phòng. Lúc xoay người thì đã trông thấy vẻ mặt bất bình của vị bác sĩ già. Ông rõ ràng không tin tưởng chút nào vào lời hứa của gã đàn ông. Võ gia chính luận đã nhiều phen phát cuồng trước mặt ông, song chưa một lần ông nhìn thấy hắn khóc. Vậy mà giây phút vừa rồi, đàn thanh tân còn ngỡ mình đã trông thấy một đứa trẻ lạc loài.
trái tim đổ quỵ. Hắn tựa đầu vào tường, không thành tiếng, nhưng bờ vai cứ run lên bần bật. Nước mắt rơi xuống sàn, lẫn hòa vào máu. Đàn ông đổ máu chứ không rơi lệ. Song một khi rơi lệ, vết thương đổ máu e rằng chỉ có thể tồn tại nơi tim. Tôi thật sự khuyên cậu nên xem xét vết thương trước, để tôi gọi bác sĩ. Gã đàn ông lạnh lùng bỏ ngoài tai, tâm tư dường như đã bị rút cạn, bế bồng người phụ nữ lên rồi bước thẳng về phía phòng ngủ. Đàn Thanh Tân thở dài rồi lặng lẽ bước theo. Khi vặn lấy tay nắm, thấy không bị khóa, mới khựng lại đôi chút, sau đó đổi ý rời khỏi. Chuyện đến nước này, ông còn cách nào để can thiệp đây? Những con người trú ngụ nơi đầu làng kia đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Cố gọi họ đến nơi này, phòng có ích gì? Việc duy nhất có thể làm lúc này, có chăng chỉ là cầu mong tên cổ si kia sẽ thôi không nghĩ quẩn. Trong lúc ông cố sức liên lạc với người anh em của hắn, kẻ duy nhất mà ông kỳ vọng có thể làm ra trò trống gì trong những tình huống điên rồ như thế này. Lắc đầu, Đàn Thanh Tân thở hắt ra một cách mệt mỏi, đoạn đưa tay vào, móc điện thoại ra, dáng dấp dần dần khuất sâu vào hành lang. Cách đó một cánh cửa. Chính Luận đặt Nguyễn Nãi lên giường, tay đưa lên vén đi mái tóc lòa xòa, vô tình sao lại để máu vương lên làn da trắng mịn. Lúc này anh mới nhớ đến vết thương của mình, lại nhìn xuống đôi tay vẫn còn lấm lem thứ màu chết chóc, cảm thấy một loại kinh tởm nhen nhóm trong bụng. Máu vấy lên cả màu trắng tinh tươm của quần áo lẫn tâm hồn của người đàn bà bé nhỏ. Đột nhiên cảm thấy có phần hốt hoảng, anh quay người vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc áo đẫm máu. Anh vội vã lau sạch vết thương trên cổ, hành động có chút gấp rút và bất nhẫn, thể như bản thân vừa tắm mình trong tội lỗi vậy. Tạt nước vào mặt, cái lạnh cắt ra gần như khiến anh tỉnh hẳn, chống hai tay lên bồn rồi ngước lên, dõi thẳng vào gương soi một lúc lâu. Nước từ tóc chạy dọc quai hàm, lẫn vào thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng rỉ ra nơi cổ, rơi xuống bề mặt trắng bóng. Từng giọt cứ thế buông mình trong sự tĩnh lặng, nhận thức theo đó mà ồ ạt về từng cơn mạnh mẽ. Thế rồi, cơ mặt gã đàn ông co rúm, thình lình quay ngoắt đầu lại, đau khổ dấy lên không ngừng nghỉ. Con người đứng đó rất lâu, nước hòa máu vẫn rơi xuống mặt đá im lìm, nước đọng nơi mắt vẫn chảy ngược vào tim. Mãi đến lúc sắc nâu lại quay về đối diện với phản chiếu trong gương, cũng là lúc chúng chứa đầy sự cam chịu pha lẫn xót thương vô hình, anh đã có quyết định. Miễn cưỡng cầm máu, người đàn ông mang họ Võ ra quay về bên cạnh vợ mình với thau nước ấm, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, dúi vào làn nước nóng trong vắt, bắt đầu gột rửa. Không hề nói gì, dường như có một sự nặng nề không diễn đạt được bằng lời lờn vườn quanh đây, song lại có thể cảm thấy. Rửa sạch tay, anh sau đó thay đi bộ áo vây máu trên người cô, rồi với tay tắt đèn, rồi nằm xuống giường, kéo thân hình mềm mại vào lòng mà ấp ủ. Ngày mai lại là một ngày mới. Xúc vào mái tóc thơm ngát, anh cảm thấy mắt mình cay xè, giọng lại trở khàn và vụn vỡ, có một loại rát bỏng liếm sâu vào nội tâm, khiến trái tim kiệt quệ. Song bản thân lại không thể xuôi theo, không thể nương nhờ, không thể thỏa hiệp. Vì anh là điều duy nhất em còn giữ lại trong đời, nên anh sẽ lại đi tìm những phần bị đánh mất của em, cho dù có phải lạc đi cả chính đời mình trong quá trình đó. Anh hứa đấy, ái à. Anh rõ ràng đã có quyết định. Đôi mắt người thiếu nữ nhắm lại, ánh trăng tạt vào gian phòng thay lời đáp trả, trầm mặc mà cuồng loạn. Những đường trong đoạn số phận đan xen của hai người, đây là nút thắt cuối cùng. Chẳng phải cô lạc đi trong điên loạn, anh trầm mình trong hối hận cả đời, đã là nhân quả tuần hoàn của cuộc sống hay sao? Nực cười, nếu trên đời này có thứ gọi là nhân quả tuần hoàn, con người ta đã không in đậm năm từ cuộc sống không công bằng lên trên bề mặt xã hội. Nói cho cùng, công bằng hay không đều là do chúng ta mà thôi. Khi thanh âm nức nở đã thôi không phiền hà màn đêm thanh tĩnh, tiếng thở nhẹ đã hòa vào nhịp điệu đất trời, ngay cả gió đêm cũng thôi không phùng vẫy, con người này mới chậm rãi nhồm dậy. Mái tóc xõa dài rơi vương vãi trên làn da tái nhợt, đôi mắt tưởng chừng vô hồn nay lại ngập tràn sự xót xa và oán hận bao la. Tránh không làm kẻ kia tỉnh giấc, tay người này run rẩy vươn ra chống đỡ sức nặng bản thân, rồi lách người xuống giường. Đứng đó một lúc lâu, nhìn số gương mặt thân thiết còn hơn ruột thịt,
bàn tay mỏng manh nắm chặt để ngăn lại niềm thôi thúc chạm vào thân hình to lớn, móng lún sâu vào da gần như rớm máu. Vì sao lại phức tạp như vậy? Vì sao lại không thể như một tờ giấy, sạch sẽ và không chút vướng bận? Vì sao phải níu kéo, phải đeo bám, phải khiến cả hai đều rơi vào đau khổ trường kỳ? Vì sao phải chia ly, phải sầu bi, để rồi tương phùng trong địa ngục? Vì sao phải đục một lỗ sâu hoắm trong tim? Cắn chặt răng, người đàn bà mang tên Nguyễn Ái quay đầu rời khỏi. Ban đêm rét căm, cô vừa mở được cửa chính thì đã bị cơn gió ùa vào làm cho điếng người, bèn lúng túng quay sang giá treo, vừa lấy chiếc áo khoác lông chuột khoác vào, hai tay nhét sâu vào túi rồi lao ra khỏi nhà. Trước khi đóng cửa còn dõi đôi mắt mòn mỏi về phía hành lang đen đúa. Bước đi chậm rồi nhanh rồi tháo chạy. Màn đêm phía trước trải dài hun hút như dính sâu không đáy, cái hố phía sau lại khổ sở chất đầy. Vậy mà không ít lần cô đã quay đầu toan trở về, để rồi lại cắn chặt môi đổi hướng. Màn đêm quá âm u, cô chẳng thấy được gì ngoài con đường mòn lát sỏi dẫn xuống thị trấn nhỏ. Ánh trăng mờ ảo khiến nó hắt ra thứ hào quang yếu ớt. Thật may trời không mưa. Cô lẩm bẩm rồi bật cười, đưa tay lên vứt đi nước mắt. Nguyễn Ái à, đến tận giờ phút này mày vẫn lo nghĩ cho hắn sao? Mày sợ gì chứ? Sợ rằng cảnh mưa hoang tàn cùng người đàn bà rời xa sẽ khiến hắn đổ quỵ sao? Sợ hắn lại một lần nữa chìm trong mất mát sao? Sợ hắn nhớ lại bản thân ngày xưa đã từng bị bỏ rơi hệt như vậy sao? Lắc đầu, lại bật cười. Nụ cười lần này khổ sở, xót xa. Điên rồi. Lẽ nào mày không còn nhớ hắn đã chủ động làm đau mày như thế nào? Hắn biết mày chẳng còn ai trên đời này. Hắn biết mày yêu hắn. Vậy mà hắn có thể tàn nhẫn hết lần này đến lần khác, đem cái chết của bản thân hắn làm mày vật vã. Mày còn có thể tồn tại nổi không nếu khăng khăng ở cạnh hắn đây? Và thiên ân. Thiên ân rõ ràng là ơn trời, nhưng cũng là ám ảnh, là mũi dùi khoét sâu vào mối quan hệ giữa cô và anh. Thà rằng cô không nhớ, không biết, không nghĩ, chứ đến giờ phút này ám ảnh đã chính thức trở thành hình phạt của trời. Trời phạt cô đã quá cố chấp bám giết lấy tình yêu, bởi đã bày ra hàng loạt lý do buộc cô từ bỏ sự bám giết đó. Để mỗi lần cô nhìn vào phản chiếu méo mó của mình đều phải nhận ra những gai nhọn vây quanh đều mang nọc độc. Cô đã từng nghĩ bản thân có thể chịu đựng đủ mọi khổ đau để sống cạnh anh, để hàng ngày được chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của tình yêu anh sở hữu, để cảm thấy bản thân cuối cùng đã vươn đến đỉnh cao của cuộc đời, được ấp ủ và chiếm giữ. Nhưng cô chưa từng nghĩ, tuy được ấp ủ và chiếm giữ, bản thân lại phải ấp ủ và chiếm giữ những nỗi đau đầy ứ. Cô là con người của sự cực đoan, với tất cả mọi việc trên thế gian đều muốn đầy đến đỉnh điểm. Có lẽ là do trời sinh, có lẽ cũng là vì đầu óc không ổn định, có lẽ là ảnh hưởng tiêu cực từ quá khứ. Không biết nữa, yêu một ai, cô muốn yêu hết mình, thế là thật sự đã trao ra hết mình. Người đó yêu cô muốn toàn vẹn, thế là anh đã yêu cô trên cả sự toàn vẹn. Trong thế giới bạt ngàn, tìm ra một con người xem cô là cả thế giới, quả thực là một điều kỳ diệu. Để anh bước vào thế giới của cô, diệu kỳ thay lại là nỗi bất hạnh bạt ngàn. Thế nhưng không thể chối cãi được sự thật, cô rất yêu anh. Chính loại tình yêu mà những gã tôn thờ chủ nghĩa thực tế luôn nhếch mép khinh bỉ mỗi lần đề cập đến. Vậy mà một tín đồ như cô đã không ít lần đau đến tê dại khi đối mặt với thực tế tình yêu của mình. Nghĩ kỹ lại, ngày đó khi mới gặp nhau, anh đã làm gì để cô yêu? Không, không có gì cả. Anh ít nói, ngang ngược, tâm tư lúc đó lại đặt để trên một người con gái khác. Cô rốt cuộc vì sao lại yêu anh? Những ngày miệt mài bám đuôi anh và bạn gái, cô biết mình không vì những cử chỉ dịu dàng của anh dành cho Yến Nhi mà động lòng, lại càng không đánh mất trái tim bởi vẻ ngoài tuấn tú. Đúng, cô thấy khó chịu khi trông thấy anh chăm sóc bạn gái, nhưng đó chỉ là ghen tị đơn thuần khi nhận ra người khác mang sở hữu tốt hơn mình. Đúng, khi anh cưỡng ép hôn cô lần đầu tiên, cô đỏ mặt tía tai, tâm thần hốt hoảng không dám đối mặt. Đó âu cũng là phản ứng bình thường của những cô gái đang lớn khi đứng trước một người đàn ông quá ư hoàn mỹ. Vậy thì
cô yêu anh là do đâu. Nguyễn Ái, hãy nhớ, em yêu tôi. Có lẽ là từ thời khắc đó. À không, chính là thời khắc đó. Cô nhớ mình đã mừng rỡ như thế nào, hoảng sợ như thế nào, bất ngờ như thế nào vào thời khắc ấy, bởi con người bản thân ao ước tìm thấy cuối cùng đã xuất hiện. Cô biết rõ những khát khao được ôm vào ấp ủ khi tận mắt nhìn thấy nó, chính là trong đôi mắt anh lúc đó, bởi nó quá trùng lập với ước ao của cô. Ước ao và khát khao khi chồng lấp lên nhau có thể tạo ra thứ tình yêu mà hiện thực cho là không bao giờ tồn tại. Từ đó, tai hại thay lại sinh ra một con người suýt nữa đã hủy đi sự tồn tại của cô. Kẻ có thể ôm ấp cuộc đời cô, siết chặt đến không còn chút tự do lạc lối. Kẻ có thể đội cả trời, đạp cả đất, chỉ để mang tội lỗi vì đã yêu cô. Kẻ có thể đem tình yêu đặt trên cái tôi duy ngã. Nhưng chỉ không ngờ là, đến cuối cùng cũng là kẻ đó, lại có thể đem tình yêu đặt trên cả người mình yêu thương. Họ đến với nhau không phải là sai lầm, tiếp tục mới là sai lầm. Hai ngày sau, chuyện này là thế nào? Nắng chiều sộc vào những ô cửa vuông vức, nhuốm cho không gian một sắc màu nóng bỏng bất thường, song lại đem đến cho những kẻ chìm đắm trong chúng sự bi thương, ủ rũ. Gã đàn ông trong chiếc áo khoác xám cho, tay nắm chặt điện thoại, quay hàm đông cứng, thái độ lửng lơ đâu đấy giữa bất ngờ và vô cùng tức giận. Một gã đàn ông khác ngồi bệt ra sàn, lưng tựa vào tường, vô cùng mệt mỏi, bàn tay giữ chặt lấy chai rượu sẫm màu, môi nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo. Đi rồi. Đi rồi. Đó là tất cả những gì cậu có thể nói sao? Vào giờ phút này. Không thể tin nổi những gì mình đang nghe và tận mắt trông thấy. Kẻ đang đứng bước đi tới lui như chạy trong gian phòng, giọng điệu chẳng mấy chốc đã dâng cao thấy rõ. Lại cười, con người nhếch nhác kia ngửa cổ dốc xuống thứ chất lỏng cay nồng, mắt chưa một lần chạm đến kẻ mới đến. Tôi không thể tin được là cậu lại để cô ấy đi, trong tình trạng như hiện giờ, hay cả cậu cũng mất trí luôn rồi. Không thấy đối phương đáp lời, ngược lại càng dấn sâu vào men rượu, Nguyễn Đỗ Văn Thành thở hắt ra, cảm thấy ngày càng rối tung đầu óc. Chính luận, Nguyễn Ái sẽ đi đâu? Đường Sự nhấn mày, mắt chứa đầy nỗi niềm hoang mang, có phần lạc lõng khi chậm rãi lắc đầu. Đi đâu? Không biết. Cậu không biết sao? Đúng vậy, quả thật anh không biết. Ngay cả khi lầm lũi từng bước theo cô trên con đường lát sỏi dấn sâu vào bóng đen u uất, nơi cô đến có lẽ là rất xa, một nơi mà có gia ma anh cũng không tài nào với tới. Cửa đóng sầm sau cái ngoảnh đi đầy nóng giận của Văn Thành, kẻ lưu lại toàn thân bất động, mắt tụ vào một điểm bất định trên sàn nhà. Có buồn đau hay không chẳng ai nhận biết, chỉ rõ ràng hai dòng nước mắt dài chảy trên má khi mắt nâu khép lại. Ly biệt bao giờ cũng là cực đại đau thương. Nắng ấm trải dài trên những ô gạch sờn cũ, làm lộ rõ hơn sự khắc nghiệt của thời gian trên những thứ từng một thời được cho là huy hoàng chủ phú. Tình yêu cũng vậy, cho dù có được nguyên vẹn trong phẩm chất, hình thức, ít nhiều cũng đã bị thời gian bào mòn. Và con người trên thế gian, dẫu đa phần vỗ ngực tự xưng, bản thân trọng chất hơn hình, vẫn có xu hướng âm thầm phủ định. Huống chi là một người cực đoan như Nguyễn Ái. Tay chậm rãi di chuyển trên sắc xanh lộng lẫy của đôi hoa tai đính ước. Cô chớp mắt vài lần, hít mạnh vào rồi ngửa đầu lên. Cái cách người ta ngăn không để lệ rơi. Chỉ là họ không biết, lệ không tuôn ra, xong lại chảy ngược vào. Kiềm nén, âu chỉ khiến bản thân càng thêm đau. Còn thật sự quyết định đi sao? Giọng nam trầm trỗi lên ảo não, có phần phân vân do dự. Không hề quay đầu, cô từ tốn quay về, đeo lên hoa tai, mắt u ám trượt lên những vân gỗ trên ghế. Cô biết Đàn Thanh Tân có nhiều thắc mắc, có nhiều nghi vấn, có nhiều bức xúc. Tất cả đều xoay quanh sự thay đổi đến chóng mặt của tình huống. Cô tỉnh lại khi nào? Vì cớ gì lại bỏ đi? Và quan trọng hơn, Võ Gia Chính Luận vì sao có thể để cô đi một cách yên bình như vậy, trong khi bản thân lại giam mình ngập ngụa trong men rượu. Song ông đã chọn không để lộ tâm tình. Ông sống đủ lâu trên đời để nhận biết những cấm kỵ khi trông thấy chúng. Chính là những gúc mắc bao quanh cô và anh ngay hiện tại. Gúc mắc mà ngay cả bản thân cô cũng không thể lý giải, chứ đừng nói đến giải quyết làm sao. Cô yêu anh nhưng lại hận.
có giận lại dường như không. Đã quyết định rời đi, xong lại như có điều gì đó níu kéo, lớn lao nhưng thoi thóp. Đàn Thanh Tân thở dài trước gương mặt vô cảm cùng sự thinh lặng bao trùm, bước chậm rãi đến xuống ngồi bên cạnh cô, một tay đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy an ủi. Bác biết, tất cả mọi việc đã trở nên quá nặng nề với con. Có lẽ rời đi là quyết định đúng đắn. Cô gật đầu. Song chỉ ít, con biết bản thân sẽ luôn luôn được chờ đợi. Vỗ nhẹ lên tay cô, ông trầm giọng. Hãy để thời gian làm dịu đi nỗi đau, rồi hãy quay về sau vậy. Cô không gật đầu, cũng chẳng phản bác. Cô thậm chí không còn sức lực để lao vào lòng ông òa khóc lên. Rằng lần này ra đi, e rằng khả năng quay về cũng không còn nữa. Mối tình của cô đẹp đẽ lắm, nhưng xót xa lắm. Cô không muốn đột nhiên có một ngày quay đầu lại, phải xót xa khi nghĩ rằng tất cả đơn giản chỉ là hồi ức đẹp đẽ. Cô muốn giây phút cuối cùng bản thân còn tỉnh táo, một phân, một nấc trong cảm xúc của mình không hề bị phai nhạt. Vì thế, thà rằng cùng nó chìm sâu xuống lòng đất lạnh, đó, âu cũng là một loại ích kỷ. Nhầm tưởng sự thinh lặng của Nguyễn Ái là đồng tình, Đàn Thanh Tân cũng có phần yên lòng. Tuy biết rằng giữa hai con người này tồn tại nhiều ký ức đau thương, song họ quá yêu nhau để khiến ông tưởng tượng ra viễn cảnh biệt ly mãi mãi. Chỉ nghĩ thôi đã khiến ông cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Không có lý gì mà hai con người yêu nhau đến mức này lại không được ở bên nhau, bất chấp cản ngăn bởi những bi thương trong quá khứ. Ông đã luôn nghĩ như vậy suốt 8 tháng dài đằng đẵng. Chỉ là vị đắng lại có xu hướng vấn vương đến hết đời. Như sực nhớ ra điều gì, ông quay về chiếc cặp da màu đen dưới chân ghế, lôi từ đó ra một quyển sổ bìa đỏ khá dày, xung quanh có một vòng dây da ràng buộc, thoạt trông có vẻ như là một cuốn nhật ký. Cái này được nhờ chuyển đến tay con, kẻ nhờ cậy là một người phụ nữ. Nguyễn Ái thinh lặng, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay nghi vấn. Cô bình thản đưa mắt lướt qua vật trên tay mình, bần thần gỡ đi vòng dây da và lật ra trang đầu tiên. Đập vào mắt vỏn vẹn chỉ hai từ: phản diện. Chữ viết tay nắn nót nói lên tính cách hiền hòa của kẻ sở hữu, song cái nghĩa nấp phía sau lại khiến ruột gan cô quặn thắt như sóng dữ. Lần đầu tiên sau hai ngày gặp lại, Đàn Thanh Tân trông thấy chút cảm xúc trong cô gái nhỏ, ông vô cùng ngạc nhiên. Cái này... À, đây là... Bác cũng không biết, là của một người phụ nữ trẻ, hình như là một nhà văn, nhờ bác chuyển đến đích danh con vào sáng nay. Nhà văn? Chắc vậy, bác không rõ. Theo lời của cha xứ, nhà thờ là như vậy. Cô ta là vợ của giám đốc văn phòng đại diện xưởng gỗ Võ Gia trên đất liền, cứ cách vài tháng lại đến đây một lần, cũng là khách trú lại trong làng, rất thường lui đến nhà thờ này lấy nguồn cảm hứng. Bác có hỏi tên nhưng cô ta từ chối trả lời, chỉ bảo là người quen cũ, còn nhấn mạnh rằng con đọc xong khắc hiểu. Ánh mắt vương chút nghi ngờ, Nguyễn Ái quay lại trên trang giấy phẳng phiu, chậm rãi lật qua một trang nữa. Quyển 2, dành tặng con người mang sức ảnh hưởng lớn đến đời tôi, phản diện. Cô nhíu mày, chút ký ức xa xăm quay lại níu kéo. Phản diện sao? Đây chẳng phải là tựa đề của một tiểu thuyết từng được nhắc đến với tên cô. Con người này là tác giả và cũng là một phần quá khứ của cô. Đóng sập vật trên tay, mắt cô nhắm nghiền. Cô không muốn đọc, càng không muốn nhớ. Quá khứ ngọt ngào càng làm rõ vị đắng của hiện tại, khiến cho tương lai, dẫu không rõ ràng, vẫn chua cay điểm tang tóc. Cô đã thề mình sẽ không khóc, ít nhất thì cho đến khi bản thân còn có thể chịu đựng. Đột ngột đứng dậy, cô ném lại quyển sổ trên ghế, rồi gấp rút rời khỏi thánh đường như muốn tránh xa quỷ dữ. Chúng ta đi đi. Kẻ ở lại có chút bần thần, song không hề nao núng. Ông từ tốn nhặt lại quyển bút ký cho vào túi sách. Không cần biết Nguyễn Ái căm ghét nội dung của nó như thế nào, mang tác động lớn lao đến cô như vậy, không thể nào là một vật dư thừa đáng bị bỏ xó. Biết đâu, nó sẽ trở thành mấu chốt quyết định để kết thúc câu chuyện này. Thở dài chán nản trước sự ấu trĩ nông cạn bất ngờ của mình, Đàn Thanh Tân nở nụ cười nhỏ rồi quay đầu rời khỏi, thổi trôi đi những suy nghĩ miên man. Sân nhà thờ trống trải, ngập nắng, cỏ xanh thi nhau dập mình trước sức gió gây ra bởi cánh quạt trực thăng.
Nó được điều đến đây để đưa Nguyễn Ái cùng Đan Thanh Tân quay lại đất liền. Từ đó sẽ theo phi cơ bay về Trung Quốc. Nguyễn Ái tuy không hề hé miệng nhắc đến đích đến của mình, song cũng chưa hề biểu hiện bất bình trước lộ trình của vị bác sĩ. Cô cũng có những toán tính riêng, và đích đến là nơi đâu cũng được, kết thúc cũng đều như nhau mà thôi. Được và mất vốn chẳng đã quan trọng nữa rồi. Song đối với một số người, mất mát của một con người không đơn giản đến vậy, đặc biệt khi cái đó đối với mình mang một tầm quan trọng nhất định. Sau khi Da Costa hãm mình trong biệt thự, mọi quyền hành nơi này đều rơi vào người bác sĩ Dan. Luigi cũng không ngoại lệ. Tuy cảm thấy không thỏa đáng khi để cho nữ chủ nhân của mình ra đi như vậy, song mệnh lệnh bề trên là điều bất khả kháng. Gã vệ sĩ dù có bất mãn cỡ nào cũng không thể làm gì hơn. Song Luigi Mario thề rằng đây sẽ là quyết định sai lầm trong đời của Lorenzo Da Costa. Tuy nhiên, chẳng phải quyết định sẽ để người đàn bà này quay về bên cạnh mình. Đối với gã đàn ông, đã trên cả sai lầm hay sao? Không được đi. Luigi quay lại, một góc nhỏ trong tâm trí nhận ra chất giọng sắc cạnh đó. Chợt anh có chút nhẹ nhõm. Quyền hạn của Da Costa tuy lớn, duy đối với nhân vật này hoàn toàn không mang sức nặng. Nếu hắn đã can thiệp, e rằng định cuộc đã an bài chuyến rời đi hôm nay sẽ thất bại. Nguyễn Đỗ Văn Thành bước xuống xe, bước đi chậm rãi về phía người đàn bà trong y phục xanh thẫm, đôi mắt nhiều lại một sự nguy hiểm chết người. Anh nắm lấy tay Nguyễn Ái, giọng toát ra lạnh lẽo. Đi về. Đối phương bình thản đáp lời, cảm xúc không chút chuyển biến. Không. Em không thể bỏ cậu ta đi như vậy. Em không phải nói sẽ theo chính luận xuất kiếp sao? Đôi mắt Nguyễn Ái khẽ giật, cô kịch liệt thu hồi tay. Đan Thanh Tân cảm thấy tình huống có phần không ổn, bèn chen vào giữa họ. Chính luận đã để nó đi, cậu đừng ép buộc nữa. Tôi không hiểu. Văn Thành nhíu mày, mắt phóng qua vai vị bác sĩ, hướng về gương mặt xinh đẹp. Sự mệt mỏi, hãi sợ, nghi ngờ liên tiếp trải mình trên những đường nét ảm đạm. Em nói đi, Nguyễn Ái. Cô không trả lời, chỉ cố gắng quay đi, toàn trở lại trực thăng. Nếu em cứ đi như vậy, cậu ta sẽ không sống nổi. Văn Thành tiến lên một bước, tay đẩy nhẹ Đan Thanh Tân ra, ánh mắt lãnh đạm nhưng quả quyết. Hai ngày rồi, cậu ta vùi mình trong bia rượu, và nếu em nghĩ con số đó quá ít, nên biết rằng năm tháng sau này không có em, tình trạng này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Nửa năm nay, hối hận dai dứt đã khiến cậu ta xuống dốc thậm tệ. Con người bây giờ, e rằng chỉ cách cái chết một vài gang tấc. Em bỏ đi rồi, e rằng cậu ta sẽ ném bỏ luôn thứ gọi là ý chí cầu sinh cuối cùng. Mắt Văn Thành nheo lại khi dõi về tấm lưng gầy guộc đang run lên từng hồi, chậm rãi lựa chọn từng chữ. Nguyễn Ái rất yêu võ gia chính luận, em sẽ không để hắn chết chứ? Câu nói cuối cùng, Văn Thành muốn dùng nó để khơi dậy cảm giác bao bọc nơi Nguyễn Ái. Có ngờ đâu, người đàn bà kia lại dường như không hề bị khuấy động. Cô thậm chí quay đầu, bước về phía trực thăng, rất nhanh, gần như chạy. Vương Nguyễn Ái! Anh gầm lên, vài giây thôi đã đuổi kịp đối phương, thô bạo giật vai cô quay lại. Trong lúc đó, thật sự chỉ muốn xem con người này được làm bằng thứ gan thép gì, lại có thể dửng dưng quay lòng bỏ đi người mình yêu như vậy. Hoặc giả, như anh nghi ngờ, à đàn bà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Những lời Đan Thanh Tân nói qua điện thoại, liệu có hoàn toàn đáng tin? Một cái lướt nhìn trên gương mặt bị nỗi đau quặn thắt đến não lòng, anh chợt nhận ra là thật. Chỉ có tỉnh táo, con người ta mới có khả năng dồn nén đau thương vào lòng, để rồi nhận ra nó lớn lao còn hơn tấm lòng vĩ đại nhất. Anh chẳng đọc được trong mắt người đàn bà này thứ gì, nhưng có thể nhận ra sự căng thẳng của từng thớ thịt trên gương mặt non nớt, răng cắn chặt, mắt long lên, mũi chẳng buồn phập phồng, hệt một loại bình sứ mỏng manh, chạm nhẹ vào sẽ vỡ òa thành trăm ngàn mảnh. Đó là sự nỗ lực kiềm nén chỉ có thể tồn tại nơi những con người còn sở hữu tư duy. Tay nới lỏng, giọng anh đột ngột trầm xuống, lần này là một lời khẳng định. Em sẽ không để hắn chết. Anh lầm rồi. Cô nói. Em hoàn toàn có thể. Cô nói. Cô đã nói cái gì? Mắt Văn Thành mở to, nghi vấn nhiều hơn là nóng giận. Anh buông tay cô ra vì không còn cảm nhận được sự đối kháng. Rồi đứng cản trước mặt, chờ đợi lời giải thích, dẫu có muộn màng, nhưng cũng sẽ đến. Hít mạnh vào,
cô lại ngửa đầu rồi cúi xuống. Sự thật là em đã để hắn chết. Những con người hiện diện hầu như đều chìm trong sự im lìm đầy rối loạn. Văn Thành gật đầu, mày nhíu lại dữ dội. Ý em là... em đã để mặc cho Võ Gia Chính Luận tự sát trước mặt mình mà không hề ngăn cản. Em không thể và sẽ không ở bên cạnh hắn nữa.